thơm á chị. Hello hello. Cuối cùng thì em cũng tranh thủ được một chút. Lên cái tình yêu của em ơi, lên 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 lên. Lên đây, lên chân váy xịn ơi. Lên đi, xịn đây, xịn đây, chân váy xịn ơi. Lên 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 mấy chị, lẹ lẹ mấy chị. Lẹ 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 nè. Trời ơi, đồ ngon nè mấy bà ơi, đồ ngon nè mấy bà ơi. Nhanh lên mấy bà ơi. Đồ ngon đây mấy chị, đồ ngon đây mấy chị, lẹ lẹ chấm bài cho em nè mấy chị ơi. Lẹ lẹ chấm bài mấy bà ơi. Nhanh lên nha, ngon lắm nha mấy chị nha, ngon lắm nè, ngon ngon ngon. Lên 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 đây, siêu phẩm đây, siêu phẩm đây, siêu phẩm đây, siêu phẩm đâu giờ đây, đâu giờ đây. Anh lê hấp, anh lê hấp. Tranh thủ dữ lắm đó mấy chị. Bà nội ngủ dậy là em lên liền luôn. Rồi mấy chị thấy em tranh thủ ghê không. Bà hai biết bà nói gì với em không? Mày gán đi, khách đợi mày hôm qua tới bây giờ mày hủy kèo khách rồi. Mà hôm nay mà mày hủy nữa là chết đó bây giờ. Đó, khách người ta đợi, người ta dồn đơn đó. Tao đâu có đi đơn cho người ta đâu. Tao thấy người ta ít đơn quá đi đơn, tội tiền ship người ta. Nên là mày ráng mày lên đi đó. Bà hai bà nói dữ quá mà. Em cũng phải ráng em ngồi cái đầu em lên này mấy chị. Được chưa, được chưa. Vậy hôm nay là chỉ có một vài cái siêu phẩm thiệt là đẹp mới sinh 70 thôi. Còn đa số là 59.000 hết. Yên tâm, hôm nay những con 70 là những con thực sự có giá trị về tiền bạc và cũng có giá trị về nhiều thứ. Khi mà một khi 70.000 là thật sự là có giá trị rất là lớn. Được chưa các chị? Rồi bây giờ thương em nè, chia sẻ cho em nha nha. Tôi bán rẻ quá là thương tôi, chia sẻ cho tôi nghe chưa. Rồi con này giá trị thị trường là 200-300.000 nè. Trong livestream ngày hôm nay nó có giá 70.000 nè. Nói thiệt làm thiệt, ngày mai nhận hàng mặt đẹp luôn nha. Ngày mai nhận hàng lên hình cho Vi nha, con này nha. Đây có thiệt nha mấy chị, có thiệt, con này có thiệt nha. Rồi những con mà đẹp hôm nay, mà những con mà đẹp cỡ như vậy nè mới có 70. Còn mấy con mà cỡ nhiêu nó hơi đẹp hoặc là nó không bằng, nó không cực phẩm bằng thì giá của nó là 59, được chưa? Bé khỏi ốm, mẹ Vi phấn chấn dữ. À, bé đỡ rồi, ở nhà mấy bữa với Vi đỡ rồi. Rồi con này là size S luôn. Con này là eo 60 cho đến dưới 66-68. Này mấy chị, eo 60 cho đến dưới 66-68 nha mấy chị nha. Được chưa? Được chưa? Chốt siêu phẩm đầu tiên cho em mã hoa 70k. Eo dưới 68 hàng hiệu luôn đó mấy chị. Chốt siêu phẩm đầu tiên cho em mã hoa 70k. Mã hoa 70k dùm em nè, mã hoa 70k siêu phẩm đầu tiên. Rồi hôm nay những cái con mà nó đẹp, nó cái con này nó cũng quá xuất sắc rồi mấy bà, mà nó còn new tem nữa. Những con này là 59.000 nè. Được chưa? Hôm nay là gì lên trễ nên là chơi lớn luôn. Một kiện là chỉ xin cỡ 10 con đẹp nhất thôi. Giá 70 thôi, được chưa? Chơi lớn luôn, còn lại bên 59.000 hết. Rồi size to nè mấy chị, eo 74 co giãn cho tới 78. Con này rất đẹp nha. Eo 74 78 mới 100%, giá 59.000 eo 74 78 nè mấy chị. Eo 74 78 nè. Nè này nè nha. Chốt cho em mã 910. Eo 74 78 là lẹ lẹ nè, mã 910 nè mấy chị. Eo 74 78 mã 910 giùm em nha. Eo 74 78 mã 910 nha. Đó, xếp ly màu tây như vậy nè, đó mới xin giá 70 nè, nhìn nè. 910 của chị Xuyên Đặng, của cô Xuyên Đặng, 910 của cô Xuyên Đặng. Ghi giùm em đi mấy chị, ghi giùm em 59k đi mấy chị. Nhật cao cấp nha chị, nhật cao cấp 59.000. Hôm nay mấy bà khách mới từ tất tần tật mà mấy bà mê đồ nhật có vô tình thấy cái like này, mấy bà ở lại mấy bà chốt. Tôi bao rẻ luôn, được chưa? Rồi lên đầu con đầu tiên. Rồi con này
Con này là hàng hiệu của Uniqlo mấy chị. Size M, eo 68 dưới 70. Đây mấy chị, con này hàng hiệu của Uniqlo nha mấy chị nha. Hàng hiệu của Uniqlo nha. Chốt cho em mã xếp ly 70k. Dạ em cũng muốn cho nhặt lắm chị, mà không có hàng sao nha mấy chị. Em chỉ bán cho khách lẻ của em thôi, sỉ em không bán, thông cảm giùm em. Khách lẻ của em bây giờ muốn mua còn không bán, không có mua mà. Được chưa? Nên là thông cảm giùm em nha. Thông cảm giùm em, khi nào em có hàng nhiều thì em sẽ cho sỉ nhặt. Chứ bây giờ em không cho sỉ. Bây giờ mấy chị muốn nhặt á, mấy chị vô kho, nó tính mấy bà 70 ngàn một cái sỉ, nhặt 50 cái. Còn em thích bán lẻ 59 ngàn vậy đó. Xếp ly 70 của chị, Kim Chi Trương. Xếp ly 70 của chị Kim Chi Trương. Nên là thông cảm giùm em, mua lẻ giùm em nha. Mua lẻ giùm em, mua lẻ giá 59 ngàn là còn hời rồi má ơi. Em nói như vậy để ghẹo mấy chị thôi, chứ không có ý gì đâu. Nhưng mà mấy chị mua lẻ 59 ngàn là được rồi. Nhặt sỉ không có chế độ cho sỉ. Con này eo 70 coi giãn cho tới 80 mấy chị. Eo 70 coi giãn cho tới 80 nha. Cực phẩm luôn. Mã 520 giùm em. Eo 70, 80, mã 520 nè. Eo 70, 80, mã 520 nha mấy chị nha. Thun Mỹ từ từ Vi có nha. Vi là săn thun Mỹ là chơi super VIP mới chơi, chứ không có chơi loại 1. Nên là khi nào mà có super VIP tôi mới chốt được. Thun Mỹ nhà em là super VIP nha, tắt tích. Thun Mỹ nhà Vi là super VIP nên là thường muốn có super VIP là phải về tệ công nha. Eo 68 cho đến 74. 520 của cô Xuyên Đặng. Eo 68 cho đến 74 con này. Độ xòe tự nhiên cao cấp luôn, giá 59 ngàn, chốt cho em mã 68. Polo nam ok, không vi tính về nam của bẻ Nhật á. Đang có cái manh này đẹp lắm, hàng của Nhật. Đang có cái manh này đẹp lắm mà ít người biết nữa, nên tự nhiên bị rẻ. Đang có cái manh này siêu đẹp luôn, nhưng mà không có ai biết hết trơn á. Nó mới ra, cái công ty này nó mới ra, ở Nhật nó mới ra nên là cái giá của nó rẻ mà nó đẹp. Nè mấy cái này là tôi khui của nó không á, nên là tôi đang tính lấy cổ bẻ Nhật. Mới ra, manh mới ra luôn của Nhật. Rồi lên mấy chị, 59 ngàn này nha. Eo 72 đến 80 con này. Eo 72 cho đến 80. Em đứng có xa quá không mấy bà? Chốt cho em mã 141 mấy chị. Eo 72 cho đến 80 nha. Mã 141 giùm em nha. Eo 72 cho đến 80, mã 141 luôn. Ừ, em lên đồ đẹp lắm nha mấy chị, yên tâm. Rồi 70 nè. 70 là xinh luôn. 70 là xinh luôn con này. 70 ngàn. Đây, con này lưng thun nha. Con này size M thoải mái nha. Con này là eo 66, ê lộn, eo 64, coi giãn cho tới 72. Quá đã cho một cuộc tình. Rồi ơi má ơi, có dây luôn nè má ơi. Eo 6672. Chốt con này cho em mã số siêu, mã siêu phẩm 70. Eo 66 đến 72, mã siêu phẩm 70 giùm em. Đúng mã nha, đúng mã em bán nha. Rồi con này mã hoa 70 nè mấy chị, eo 60 cho đến 66 quay đầu. Eo 60 cho đến 66 quay đầu nha, mã hoa 70k. Mã hoa 70k giùm em. Siêu phẩm 70 của chị Minh Ly Yến. Con đó rất đẹp luôn á, con đó mới 100% luôn á. Giá trị thị trường nha, trên dưới 200-300 ngàn nha. Rồi, được chưa? Rồi, hôm nay mấy con mà như vậy mới xin là gì nha. Còn ví dụ như mấy con nè, nhìn nè. Lining nè. Lining nha, full thun. Có lót trong rất là đẹp, lót trong siêu mỏng luôn. Nè, lót trong lụa nha mấy chị, lót trong. Lining mấy chị, lining cao cấp. Con lining này nè, 50kg đến 60kg mặc thoải mái. Eo của nó coi giãn từ 70 cho đến 80 nha các tình yêu nha. Chốt siêu phẩm này cho em mã B32, con này được nè. B32 nè, lấy đi nè, B32 đẹp lắm nè. B32 giá 59 ngàn mã B32. Đây, con này size to. Con này là tại vì em cái full thun á mấy chị, nên khỏi cần đo eo mấy chị. 59 ngàn đó mấy chị ơi, cho 59 ngàn mấy con này cho hết, bán hết 59 ngàn. Eo 76 coi giãn cho tới 84 luôn. Eo 76 coi giãn đến 84. 59 ngàn chốt cho em mã B13, hôm nay mấy chị tranh thủ mua nha. B32 nè, em chốt cho chị Chu Ly Lê. Em là nói chung là B32 của chế Chu Ly Lê nè, hôm nay rẻ lắm rồi đó mấy chị. Da beo ấy mấy chị, da beo mã B13 giùm em. Da beo nè, cao coi giãn nhiều nha. Rồi lên nha mấy chị. Con này size S. B13 của cô Xuyên Đặng. Con này size S, con này size SM. Con này eo dưới 72. Eo 66 cho đến dưới 72 mấy chị, như một nàng công chúa.
như một nàng công chúa nha. Hôm nay thật sự là đỉnh cao rồi đó. Chốt cho em mã 78. Như một nàng công chúa nha, chốt cho em mã 78 nha. B13 của cô Xuyên Đặng nè, mã 78 như một nàng công chúa. Hơn một nàng công chúa luôn, mã 78. Chuẩn dài, chuẩn đẹp, chuẩn cao cấp nha. Dạ không, cho nó bú. Rồi con này là 70 nè, con này là xô đơn màu kèm đai. Xô đơn màu kèm đai. Đây, con này là hơn một nàng công chúa luôn. Con này như công chúa ngủ trong rừng nha, chưa dậy nè. Chưa coi giảng là 72 nè mấy chị. Kéo ra được 78. 55kg, 56kg thoải mái. Chốt cho em mã vàng 70k. Chốt cho em Vi mã vàng 70k nha. Hôm nay mà nó lắc nữa là em chịu thua luôn á. Hôm nay mà nó lắc nữa là em Vi cũng không biết nói làm sao luôn á. Nói chung là không có được may mắn. Dạo này là mùa này là không có được may mắn à. Con này eo 65 cho đến dưới 70 mấy chị. Rất đẹp nha. Eo 65 cho đến dưới 70 cực phẩm luôn. Chốt con này 59.000 cho em mã 964. Vàng 70k của chị Yến Lê. Con này em nói thiệt, chị mua ở ngoài ít nhất 200.000. Chị mua, mấy chị mua ở ngoài ít nhất 200.000 nha. Mà gặp nó là chất liệu vải đẹp nữa. Vải Nhật đã lắm mấy má, yên tâm. Bây giờ á, em nói thiệt mấy chị, hồi nãy thấy em nói thẳng với bà kêu nhạc sĩ không? Không có hàng để nhạc sĩ. Thị trường không có hàng. Vài ngày nữa là không có xuống công luôn đó. 964 chị Chu Ly Lê. Vài ngày nữa là không xuống công luôn đó nha mấy chị. Em cao 1m6 nha. Em để cái màn hình thấp xuống nữa được không? Mấy chị có muốn em để màn hình thấp xuống nữa không? Con này size S. Con này size S mấy chị, eo dưới 68-70. Eo dưới 68-70 nha mấy chị nha. Em cao 1m6 nè. Chốt con này cho em mã số 448. Chốt cho em mã 448 59.000. Mã 448 59.000 giùm em. Đây con này nè, chơi lớn luôn mà. Tại hôm qua có người nhặt cực phẩm nữa rồi. Đây, đây nha mấy chị. Rất đẹp nha. Công chúa lưới cao cấp. Giá thị trường 200-300.000. Tùy shop. Có shop 200, có shop 250, có shop 300. Em bán 59.000. Eo 66 coi dạng đến dưới 70. Eo 66 coi dạng đến dưới 70. Chốt cho em mã 931. Chốt cho em mã 931. 448 chị Mai Anh Tú. Chị Mai Anh Tú nhận hàng chưa? Chị Mai Anh Tú nhận hàng nhà em chưa ta? Trời, giật được 4 cục mông tư ghi mịn luôn á. Mối sỉ đầu của Vy nói là bao nhiêu lấy mà. Bao nhiêu cũng lấy, mặc dù giá cao bao nhiêu cũng lấy mà. 931 á chị. 931 mê mà. Rồi đây con này hai lớp. 931 em chốt cho chị Ôn Thủy. Rồi lên mấy chị. Rồi. Đây đẹp chưa? Con này eo dưới 74 nha. Eo 68 đến dưới 74 size SM con này mấy chị, mã 520 giùm em. Size SM con này mã 520 giùm em nha. Rồi em nhận hôm kia. Chị thấy đồ được không chị? Chị thấy đồ được không? Tự tin mua hàng nhà em được chưa chị? Chị Mai Anh Tú là khách mới nè, đơn này đơn thứ hai của bả nè. Tự tin mua hàng nhà em nha, tình yêu của em. Rồi con này quá đẹp nè mấy chị. Con này quá đẹp. Mua nè, mua nè. Rồi con này lưng thun full nha. Eo 70 coi dạng đến 6 đến 80 cm, 55 kg cho đến 60 kg thoải mái giùm em. Con này rất là sang, giá 59.000 nè. Chốt cho em mã C73. Dạ chị, tin tưởng ha, tin tưởng chốt hàng rồi đúng không? Mã C73. Rồi đây con này size SM coi dạng nhiều, coi dạng ít nè. C73 con đó quá đẹp nha mấy chị nha. Trời ơi, nãy nó nhảy lên bốn mấy người vô. Lát nó còn có ba mấy người vậy trời. C73 chị Chu Ly Lê. Tranh thủ nha mấy chị, tranh thủ nha, kiện cuối á, kiện này em hết rồi, kho không còn nữa. Eo 66 coi dạng đến 72. Eo 66 coi dạng đến 72 nè, đẹp chưa? Chốt con này cho em ở 113 nha. Em hết hàng rồi đó, không phải là em nói để mà cho hàng nó đắt đỏ, nhưng mà thật sự kiện này kiện cuối. Không còn hàng đâu mấy chị ơi. Em không còn hàng đâu nha. Trời ơi, nguyên một cây đen luôn nè. Quá đẹp luôn nè. Ôi ôi má ơi, con này mà 7, con này mà 59.000 có phải gọi là tôi cạnh tranh dữ quá không? Đừng có la em nha mấy chị, cạnh tranh hơi không lành mạnh chút xíu, nhưng mà tại vì thời buổi này em bán cho khách của em nha. Eo 64 coi dạng đến dưới 70. Eo 64 coi dạng đến dưới 70 nha, bản lưng nè, siêu cấp luôn. Chốt con này cho em mã số 150 mấy chị, siêu cấp, mã 150 siêu cấp. Rồi đây. Một em free size nha. Không, con này trời ơi má ơi, nó là quần đó mấy chị. Trời ơi, nó làm hay quá ha. 150 chị Khoa Anh Nguyễn Thị.
Từ từ em lên hết mấy chị. Hôm nay mấy chị, con này hàng hiệu của Gu size L. L70 coi giá nó 76, 78. Con này hàng hiệu của Gu size L, quần bên trong mấy chị. Chốt che mã 407 lại lẹ, 407 lại lẹ mấy chị ơi. 407 đẹp lắm. Ôi ôi, nó xếp mấy con đen đảo cái gì ta. Má ơi, con đen này đi tiệc nè. Oh wow. Thấy không mấy chị, thấy không? Con đen này đẹp quá nè. Đen tiệc nè, 407 chị Chu Ly Lê. 59.000 hết nha mấy bà. L74 coi dạng đến 78. L74, 78 giùm em siêu phẩm mã số 19. Siêu phẩm mã số 19 luôn mấy chị. Lấy mã số 19 luôn siêu phẩm nha. Rồi em có một con da, em có con này hơi nhỏ mà đẹp lắm, như một nàng công chúa luôn. Con này L60 coi dạng đến 64. Bà nào L nè lấy nè, con này hiếm lắm. Con này L60, 64 nó hiếm lắm. Chốt cho em mã 169 nha. L60, 64 hiếm lắm á mấy chị. Lấy cho em mã 169. Rồi, chúc mừng chị Nguyễn Bằng. Em chốt con này chị Nguyễn Bằng. Trời ơi, đầu giờ khách nó vắng nè. Tha hồ mà chốt nha mấy chị. Mới chưa vô kịp đâu. Rồi, lên nè mấy chị. Nè, em có da lộn nè. Hôm nay là em soạn hàng đẹp cho mấy bà hết mà. Đẹp chưa? Con này nè mấy chị, cao mét 58 trở lên nha. Cao mét 58 trở lên, hàng cao cấp đi tiệc nha. Cao 1m58 trở lên mà em nè. L72 cho đến 74. Quá đã. Da miếng nha, da miếng L72, 74, 59.000. Hàng hiệu đàng hoàng mấy chị nha, hàng hiệu có giá trị nha. Chốt cho em mã 932. Hàng hiệu có giá trị mã 932 nha mấy chị. L72, 74. L72, 74, hàng hiệu có giá trị luôn. Tiếp nha mấy chị, mấy con này là hàng Nhật 2 lớp hết. Mấy con này là hàng Nhật 2 lớp hết nè. Nhật 2 lớp hết nha, 59.000 là chấp luôn á nha mấy chị. Đang hiếm hàng mà còn bán 59.000 nữa là quá cha thiên hạ đó. L76 đến 80. L76 cho đến 80 nè mấy chị nè. Đẹp chưa? L76 cho đến 80. Chốt cho em mã số 528 mấy chị. Chốt cho em mã 528 nha. Hồi nãy giờ em lên em thấy nó cũng đẹp ngang ngửa siêu phẩm mà. Giống như em con này em bán 70 cũng được, em bán 59 cũng được. Nói chung nãy giờ em lên đẹp không á. 932 của Phương Vũ. Con này là da nguyên miếng á. Nói con Phương Vũ chốt là da nguyên một miếng. Hàng cao cấp có con Phương Vũ chốt, nếu mà gặp đúng khách là bán có giá lắm á. 528 của chị Minh Ngọc. Lên nè, đó, giống như con này em bán nhiêu cũng không được. Em bán với chị 100 với chị cũng mua luôn, em cam kết luôn. Con này bao đi tiệc luôn. Bao tiệc tùng luôn, nè bao tiệc tùng luôn. Trời ơi, con này free lưng nó thun nữa chứ. Bắc Ninh chào với nhé. À trời ơi. Rồi, em còn một vấn đề nan giải cho mấy bà nữa. Tức là từ ngày hôm nay mà mấy bà chốt đơn là sẽ có người kiểm tra coi là cái đơn đó giao được hay không. Giao được mới chốt, còn không giao được thì vui lòng chuyển khoản cho Vi giữ hàng đẹp, còn không thì Vi bán cho người khác. Chứ bây giờ một số cái giao hàng tiết kiệm nó không nhận đơn nữa rồi má ơi. Nên là mấy chị khách mới á, lên luôn cho em địa chỉ nè để em biết em nhận đơn mấy chị hay không nha. L66 coi giãn cho tới 74. L66, 74 siêu phẩm giá 59.000 nè. Chốt con này cho em mã 236. Mã 236 nha, hôm nay đồ đẹp lắm mấy chị yên tâm. Mã 236 nè, bà nào size S lên tiếng nha. Bà nào size S lên tiếng nha. Đây, size L đây mấy chị, siêu phẩm. Size L siêu phẩm kaki mềm. 236 chị Kim Chi Chương. 236 chị Kim Chi Chương nè, con này size L nhìn là biết là khỏi đo luôn, quá đẹp luôn. Rồi con này L74, coi giãn cho tới 78. L74, 78 size BL mấy chị nè. Nè, 59.000 nè lẻ nè, mã 504. Mã 504 giùm em mấy chị, mã 504 lấy đi mấy chị. 504 là thuộc dòng sang chảnh á. 504 mấy chị sang chảnh á. Rồi em lên mấy chị quả tiết full thun. Có xếp ly nữa chứ, trời ơi. Wow, con này 70k nè mấy chị. Cực đẹp luôn, được chưa? 70.000 xin 70.000 thôi. Giá trị thị trường là 2-300, 350 con này. Giá trị thị trường ít nhất là 350 con này. Free size SML mấy chị. Free size SML, chốt cho em mã quả tiết 70. Free size SML quả tiết 70 giùm em. 504 chị Kim Chi Chương trước nha, cô xuyên đặng sau. Hai ơi, chị qua mai nhắn kìa, hai áo nhận cũng giao kìa. Ok chị. Rồi con này giãn thun. Con này mấy chị hơi giãn thun thôi. Hơi giãn thun thôi nha. Quả tiết 70 chị Minh Ly Yến. Quả tiết 70 chị Minh Ly Yến nè. Rồi, từ từ em lên hết đó chị yên tâm. Rồi nha. Con này hơi giãn thun thôi, tức là nghĩa là cái thun nó không có được bền nữa. Bán cho mấy chị 40.000 luôn, được chưa? Con này free size thun nó không được bền thôi, nhìn nè.
Rồi chốt cho em mã lỗi 40k. Mã lỗi 40k nha, thun có không có được cứng nữa. Thun nó hơi mềm chứ không phải là nó lỗi. Nó không phải là nó giãn hết mà nó hơi mềm. Lỗi 70k, à lỗi 40k. Free size 55-60kg mặt đẹp. Con này có xếp ly quả tiết cao cấp đó. Con này mà còn thun là bán có giá bây giờ. Mất thun rồi. Ôi mẹ ơi. Rồi đây mấy chị, con này là chất vải cao cấp, xô cao cấp đơn màu. Giá trị thị trường 370-400 ngàn một con. Cam kết luôn nha. Tôi không thôi tôi gửi cái link shop đó cho mấy bà coi. Mẫu nó bận. Eo 74 coi giảm cho tới 82 được chưa. Chốt che mã đỏ 70k. Eo 74 cho đến 82 mã đỏ 70k. Con đó là mấy chị eo 82-84 được luôn á. Đỏ 70k eo 82-84 được luôn á. Nói chung là lâu lâu em lấy được đồ đẹp em chia rẻ cho mọi người vậy thôi. Nói chung là mọi người theo em 4-5 năm thì nó cũng có cái lý do của nó, chứ không phải mọi người mua sao mọi người đi. Mọi người hiểu vấn đề không? Đỏ 70 của cô Xuyên Đặng. Nếu như cô Xuyên Đặng đó theo em là theo luôn, hoặc là một số chị theo em theo luôn, là nó có cái lý do của nó. Em nói để cho mấy chị khách mới hiểu vì sao khách theo em được từ 3 năm đến 5 năm. Tại vì có cái gì em bán, thứ nhất em bán đa dạng, thứ hai có cái gì nó rẻ là em đưa hết. Hôm nay là coi như con Vi nó may mắn, nó khui được đồ đẹp thì nó bán giá này được chưa. Rồi một em trắng tiệc cao cấp. Con này eo 76 coi dạng đến 80 thoải mái. Con này mấy chị đi tiệc cao gót ok. 59 ngàn. Chốt con này cho em mã 1 à, từ từ mã số 1 đi. Mã số 1 59 ngàn. Nãy giờ không có ai size S. Em đang bị lỗ size S nè mấy chị. Em đang bị rớt mấy con siêu phẩm size S nè. Nãy giờ chưa có khách size S nè. Rồi đuôi cá cao cấp tiệc tùng. Đây con này vẫn là hiệu nha mấy chị. Hiệu đàng hoàng đó. Nhưng mà vẫn sao vẫn tính mấy chị giá 59 ngàn. Tại vì con đỏ kia nó xuất sắc thật sự. Còn con này là nó xuất sắc vừa. Ví dụ con đỏ đó là gần 400 ngàn thì con này cỡ 100 mấy 200 thôi. Được chưa. Em nói thiệt luôn á mấy chị. Em nói thiệt luôn á. Con này là cỡ 100 nè. Ít nhất là shop người ta vô là 180-200. Chứ không có giá rẻ đâu. Rồi con này eo 70 đến 72. Eo 70 cho đến 72 giùm em. Chốt cho em mã 907. Eo 70-72 mã 907 nè. Quăng xuống cho em kẹp nha. Lấy phiếu kẹp nha. Chị like cho nó kịp. Chứ bây giờ chị sợ là like nửa chừng thằng kia nó dậy là chị không like được nữa. Chị quăng xuống cho em. Chưa có kẹp mà sao em gom vô. Con đó chưa có phiếu mà. Con đó chưa có phiếu mà. Khỏi xả nhau được luôn. Làm gì làm như có bừa ý. Mua một lần là mê tới. Thiệt mấy chị mua một lần là mê đó. Eo 66 cho đến 68 con này là xẻ nha mấy chị nha. Đây nó xẻ hai bên, xin lỗi mấy chị. Xẻ hai bên nha mấy chị. Eo 66 cho đến 68. Dòng này là dòng body size S nha. Dòng này là dòng body size S mã 022. Dòng body size S mã 022. Con đuôi cá nó đẹp quá mấy bạn không chốt được. Rồi con này nè 70 nè. Con này là thêu cao cấp. Con này mà vừa mắc mà còn vừa hiếm nữa. Size SM. Eo 64 coi dạng đến dưới 72 nha mấy chị. Chốt cho em mã thêu 70k. Con này là thêu, cái hoa này là hoa. Hoa này người ta gọi là hoa gì á. Nè mấy chị, thêu mặt trong full hoa luôn nha. Con này giá trị lắm. Nó vừa thêu mà vừa có lưới Volter đó. Nên là nó hiếm. Nó gọi nó là hiếm. Rồi lên xếp ly nhiễn. Xếp ly gánh quạt nhiễn hàng hiệu của Ghi. Con này là hàng hiệu nè. Được chưa? Chuẩn hiệu nha, chuẩn Nhật nha. Trời má, cái lưng con này nó lại thun nữa chứ. Trời ơi, con này nó sang lắm mấy bà ơi. Trời ơi, theo 70 của chị Kim Chi Trương. Quá rẻ. Trời, con này mấy bà ơi, đẹp quá mấy bà. Bán 59 ngàn cho mấy bà luôn. Được chưa, được chưa. Eo 72, coi giãn cho tới 78 thôi. Mấy chị mặc vô là trời. Em nói thiệt, nó quá sang, quá nhẹ nhàng. Nhưng mà con này nha, vì nó quá sang nên là mấy bà phải biết cách mặc cái áo với cái giày như thế nào nha. Con này sang lắm. Mã 447. Nó sang quá nên là mấy chị phải biết mặc đồ nha. Chứ con đó mà chơi dép lào lên là em thấy quải lắm rồi đó. 447 chị Chu Ly Lê. Con đó đừng chơi dép lào với chị Chu Ly Lê nha. Rồi siêu cấp tiếp tục. Con này xếp ly 4 phân. Eo 68 đến 70. Xếp ly cánh quạt 4 phân. Dạ trời ơi, con này nó vừa qua gối thôi. Má ơi. Trời ơi. Màu xanh bơ nữa chứ. Mã 550 xếp ly cánh quạt 4 phân mấy chị. Mã 550 xếp ly cánh quạt 4 phân. Con này đẹp nè mấy chị nè. 59 ngàn nó rẻ quá trời rồi. Con này là size SM mà 59 ngàn nó rẻ quá trời rồi mấy bà nhìn nè. Eo 60 coi giãn cho tới 68 nè mấy bà.
Quá đẹp mấy bà, eo 60-68 mã 113 mấy, mã 113 550 chị Khoan Nguyễn Thị. Con lỗi thun này không ai lấy hộ em ha. Con này lỗi thun mà xếp ly nhuyễn cao cấp mà ta. Trời ơi mấy bà ơi. Rồi con này hai lớp nè, vôn lưới nè, mặt đẹp hơn con mannequin mặt vạn lần. Nhưng giá của nó là 59.000. Size M nha. 22 cái quần, hai cái váy nha. Đó, con này size M eo 60 đến 68 thôi, mã 520. Mã 520 nha. Đi giày ba ta được không hả? Kỳ lắm á trời. Kỳ lắm á. Kỳ lắm à. Không tưởng tượng ra đi giày ba ta nó làm sao luôn á. Rồi con này đai da lộn. Con này da lộn mấy chị. Con này sang chưa có túi. Con này có túi mặc rất là sang. Em cao 1m6 nha các chị. Đồ ngắn em vẫn có nha. Đồ mà ngắn mà nó không được đẹp lắm em có nha. Rồi 59k con này. Eo 72 coi giãn cho tới 80. Eo 72 80 mấy chị. Chốt cho em mã M93. M93 59.000. Mã M93 59.000. Nè mấy chị nhìn chân váy bút chì cao cấp nè. Chân váy bút chì cao cấp MV có những cái màu hiếm nhất trên thị trường luôn. Chân váy bút chì cao cấp em có những cái màu hiếm nhất trên thị trường luôn. Rồi con này 70 nè mấy chị. Vì sao nó 70 thì mấy bà nhận hàng mấy bà sẽ biết. Rồi con này nè, eo 70 coi dạng đến 80, 55kg cho đến 60kg thoải mái. Chốt cho em mã rêu 70k. Mã rêu 70k vì sao 70 mấy bà nhận hàng mấy bà biết nha. Rồi lên nè, con này thì 59k nè. Ngắn chút đi em. Dạ, ngắn nè chị, ngắn gì được chưa? Ngắn như vậy cưng cưng gì được chưa? Ok, một em lưng full thun đi, free size nha. SML đây. SML nè. Chốt con này cho em mã C54 R70 của chị Nguyễn Bằng. C54. Đợi từ từ Vi lên đồ đi tiệc cao cấp cái đã. Rồi Vi lên bút chì nhật hai lớp sau. Được chưa? Cái gì nó cũng sẽ có. Cái gì nó cũng sẽ. Cái gì cháu nó cũng sẽ nhừ. Rồi con này mấy chị free size SML luôn. Lưng full thun free size SML luôn. Con này không quá dài nè các tình yêu của em. Free size nha, free size. Chốt cho em mã 524 đi. C54 của chị Julie Lê. C54 của chị Julie Lê. Má ơi đang ghiền mấy này má ơi. Rồi một ai ơi, con này dây rút nữa nè. Trời nó đẹp dữ vậy trời. Dây, cái dây ở đây. Hai cái dây ở đây để làm gì? Hai dây ở đây. Hai dây này làm gì ta? Không biết làm gì luôn. Con này có 4 tầng, tổng cộng 4 tầng. Tổng cộng có 4 tầng nha. Ví dụ như mấy bà mặc lên đây cũng được, có sao đâu hè. Má ơi đẹp quá. 70k chốt cho em mã hoa 70. Free size bao nhiêu ký cũng vừa. Mã hoa 70. Rồi nè mấy chị, con này free size luôn. SML bao nhiêu ký cũng vừa nè. Free size SML bao nhiêu ký cũng vừa. Con này bao sang. Chốt cho em mã 41. 59.000. Lỗi 40k chị Minh Ly Yến dạ. Con đó nó mới hoàn hảo luôn. Đây con này cho xem lại nè. Siêu phẩm. Con này là siêu phẩm nè. Cái thun nó hơi mềm thôi nè, nó hơi mềm thôi, mềm tay em lại bán rẻ à. Lỗi 40k kẹp con đó. Được chưa, mềm tay em lại bán rẻ. Mấy bà yên tâm. Hoa 70 của chị Kim Chi Trương. Cái hoa đỏ đó cưng. Hoa đỏ 4 tầng á. Con này eo 64 coi dạng đến 68. Con này chuẩn vin nha. Chuẩn vin dài nha. Eo 64-68 vin dài mã M76 59.000. Mã M76 59.000. Con này ngắn nè chị. Con này ngắn đẹp nè. Con này ngắn đẹp nè. Xếp ly nhuyễn. Eo 70 coi giãn cho tới 78. Đẹp chưa? Con này dễ thương lắm. Tất cả mọi người đều có thể mặc được. Eo 70 cho đến 78. Chốt cho em mã M25. Mã M25 tất cả mọi người đều có thể mặc được. Đơn màu đen nè. Mấy bà ơi, trời ơi, nó đẹp chưa? 59.000 đã chưa? Eo 66 coi dạng đến 72. Eo 66 coi dạng đến 72. Con này là dáng Âu nha mấy chị. Dáng Âu, bà nào đang ghiền dáng Âu theo MV nha. Em lựa, em like chút xíu hồi là có Âu à. M25 chị Yến Lê. 59.000 nha. Không báo giá là 59.000 nha mấy chị. Rồi con này hai lớp dùm em đưa cá ôm body. Hàng hai lớp đưa cá ôm body 59.000. Em thấy chị Tiết Trần nha, chị Tiết Trần ơi. Em thấy nha, em thấy chị Tiết Trần. Em thấy chị Hoa Ngọc. Rồi bà nào khách mới nữa nãy giờ đang muốn chốt giá rẻ bên em. Bây giờ mấy chị chưa tin em, mua em hai cái thôi.
Em giao hàng ngày mai nhận luôn. Cái xong nhận hàng xong, đồ đẹp quay lại, fanpage em vẫn còn đây. Được chưa? Được chưa? Đấy là cái cách của em để bán hàng cho mấy bà. Eo 72 đến 74. Chứ mà nhìn trời ơi, cái chân váy dày mà nó bán 59.000, có khi nào đồ bị lỗi không? À ha. Thì chưa tin tưởng, vui lòng mua hai cái nha. Đừng có mua nhiều. Mua hai cái đi, đẹp đi. Trời ơi, con này gì mà má mà bự vậy? Con nó bỏ nha cưng. Đó, mua hai cái đẹp đi. Rồi mình quay lại. Còn không đẹp thì thôi, say goodbye em Vi luôn chứ có gì đâu. Em vẫn còn đồ mà hết mất rồi. Bảy còn, không mua được cái này mua cái khác. Eo 76 coi dẫn cho tới 86 con này. Eo 76 86 con này mã M 79. Mã M 79 rồi, chuẩn bị cầm sách bút chì lên nha, ok không? Trời có con bút chì caro nữa kìa, coi bộ được quá ta ơi. Dạ hàng chuẩn Nhật, hay đồ của Nhật là được à mấy má ơi. Con này eo 72 74. Con này nè, ốm đứng chậm chậm cho mấy chị coi đẹp chưa? Eo 72 74 cực phẩm luôn á. Eo 72 74 cực phẩm luôn á. Mấy bà muốn ngắn tôi có ngắn nè. Chốt cho em mã E 43. E 43 eo 72 74 E 43. Em còn một con siêu phẩm nữa 70.000, ai muốn lấy nói em nha. E 6668 thôi. Nói chung mấy bà con kiến thì vô vừa. Trời ơi, caro lên nè mấy chị ơi. Trời ơi, nó size L luôn mới ghê chứ. Con này nè, bút chì dài, caro, bút chì dài. Eo 76 đến 78, quá sang. Con này mà mua giá 59.000 là hời luôn á mấy bà đi làm. Con này mấy bà đi làm mặc với sơ mi rất đẹp nha mấy chị. Còn nếu mà mấy chị biết phối với Mông Tương Ghi nữa tuyệt vời. Nhưng mà Mông Tương Ghi có đầu mua. Chốt cho em ở 79. Lên. Trời má ơi, con này nó 3 tầng luôn nè. Con này là 70 nè. Tại vì con này em thấy bà kia bận bán rồi 350 rồi. Tại vì lưới mà lưới 3 tầng size M. Con này eo 62 coi giãn tới 72. Chốt cho em mã 3 tầng 70k. Mã 3 tầng 70k nha, eo 62 nha. Eo 62 đến 72 mã 3 tầng 70k. Siêu phẩm. Mã 79 coi. 79 chốt chị qua mai. Rồi dồn đơn sáng nha. Rồi con này eo 78 cho đến 80. Trời ơi má ơi, sang chảnh là nó đó nha. Eo 78 cho đến 80 nha. Chốt cho em mã 241. Quá sang chảnh con đó. Quá sang chảnh mã 241. Rồi đây tiếp nha. Em này nè, chưa coi giảng là 62, coi giảng cho tới 68-70. 59.000 chốt cho em mã 493. Rồi lấy cọc chân váy bút chì lên nha. Bây giờ lai sen kẻ nha mấy chị. Đấy, chân váy bút chì nè. Lai hết chân váy bút chì này rồi xong rồi mình. Trời ơi, ôi ôi. Ôi ôi, bút chì Nhật nè, nhìn bút chì Nhật nè mấy bà ơi. Mấy bà đi làm mua một chục luôn, mua một lố luôn. Eo 68-70. Trời ơi má nó tay. Eo 68-70 con này lên sơ mi trắng là đúng bài luôn á, màu bò nè. Chốt cho em mã 199. Eo 68 đến 70 mấy chị. Sẽ tà hai dưới 4 nút 8 nút gì đó. Mã 199 241 cô xuyên đặng. Màu xanh navy. Nãy giờ lên đủ màu ha. Cho phép chị lên đủ màu ai chốt chốt nè, hên xui nè. Rồi, màu nè, màu xanh navy. Con này là bút chì chuẩn rồi đó, xanh navy nè. Eo 66 coi dạng đến 72 xanh navy, eo 66 đến 72. Chốt cho em mã M1. Eo 66 là mấy chị mặc đẹp rồi. Mã M1 giùm em. Rồi xám công sở. Con này xám có nút sau. Mấy chị muốn mặc cái nút sau hay cái nút trước cũng được. Con này là nó trên gối nha. Trên gối nha. Eo 60 cho đến 66. Eo 60 cho đến dưới 66. Chốt xám trên gối cho em mã C63. M1 của Duyên Duyên. Cực phẩm. Cực phẩm nha, mà size nhỏ, quá nhỏ. Con này có gài sau thun nhẹ. Thun nhẹ thôi nha. Rồi con này chưa coi giãn là 58 nè. Coi giãn ra 62. Má ơi ai vừa. Con này là quá đẹp luôn á. Chốt che mã 402. Con nó rất là, nói chung là rất là đẹp. Rồi caro. Caro này được size nhiêu đây ta. Gài cái coi. Mấy con này mấy chị bự quá mà đẹp á. Mấy bà mua về bóp vô. Mấy bà bỏ 10.000, 20.000 bà bóp vô. Nó còn quá rẻ. Nhận hàng rồi đẹp. Ok, cảm ơn chị Hảo Bùi feedback trực tiếp trên live.
eo 74, co giãn cho đến 78. Nói chung co giãn 4 xăng thôi con này. Trời ơi, caro mà nó vừa qua gối nè mấy chị nè. Con này em cao bé 6 nè, độ dài của nó hơi bị đẹp luôn. Chốt con này siêu phẩm mã 127, lấy con này được lắm luôn á chị Hoa Anh Nguyễn Thị. 127 lấy được lắm luôn á. Rồi con này có đo sẵn rồi, hên quá, eo 70 cho đến 74. Chị Thúy Nguyễn đợt trước mình sao không chốt hàng bên em ta. 127 của Duyên Duyên. Hai ơi kiểm tra inbox chị Thúy Nguyễn đợt trước, chị Thúy Nguyễn không có chốt hàng bên mình. Con này mấy chị siêu phẩm, eo 72 đến 74, eo 70 đến 74. Quá đẹp nha. Eo 70 đến 74 nha, chuẩn nha. Chốt cho em mã C61. C61 size nhỏ. Em thấy ghi chú chị Thúy Nguyễn đợt trước không có chốt hàng. Eo 60 cho đến 62. Eo 60 cho đến 62. Chốt cho em mã 02 dạng để nhân viên em kiểm tra lại tin nhắn chị. Rồi lên. Trời ơi đẹp quá vậy trời. Con này cái màu nó đẹp quá mấy bà ơi. Coi gần màn hình không ba? Cần không? Cần coi gần màn hình không? Cái màu siêu phẩm nha. Cái màu này nó nâu nâu mà nâu nâu gì á, nâu gì á. Nâu đá hay nâu gì á. Eo 74 co giãn đến 78 luôn. Eo 78 con này vừa. Nhá, cái màu nâu rất đẹp, màu nâu rất là sang. Chốt cho em mã 54. Màu nâu con này sang lắm mấy bà. Màu nâu này eo 74, 78. Hàng Nhật tỉ mỉ mai, tỉ mỉ khó bóp hả? Em là bóp láng hết. Bây giờ chị đưa cho thợ may bóp láng hết. Bóp bất chấp luôn. Bóp mà thí dụ như hơi xấu một chút xíu cũng được, miễn sao nó vừa. Rồi size S. Con này eo 70 mấy chị. Eo 68, 70. Form này ngắn nè. 54 của cô Xuyên Đặng. Con này form ngắn đẹp lắm. Đây, con này form ngắn là mấy chị vừa có thể đi làm mà vừa có thể đi chơi, đi uống cà phê, form ngắn vừa. Con này lên bata được nha. Eo 68, 70 lên bata được. Chốt cho em mã 526. Mã 526, trời ơi, con này màu xám cũng đẹp quá nè. Mọi nhìn con này là Duyên Duyên. Con này eo em này Duyên Duyên, em nhìn kỹ không? Đẹp lắm nha, hàng Nhật đó em, bao sang. Eo 68, 70. Rồi, chốt cho em mã 535. Eo 68, 70, mã 535. Dạ, em không có xen kẽ, có nghĩa là em like liên tục. Mà em nãy nói em nói em có nói là em xin 10 con mà hết rồi nè. Em có nói em xin 10 con mà. Ở lộn, em có nói em xin 5 con mà. Eo này eo 78 cho đến 84. Hàng siêu phẩm đi tiệc. Eo 78 cho đến 84 mấy chị có thể nhìn rõ cái váy không ạ? À? Nếu mà cần thì đứng em đứng gần. Chốt cho em mã B 27 59.000 con siêu phẩm đi tiệc. Eo 78 cho đến 84 con đó là mặc lên là sang. Con đó là kiểu như bây giờ mình mặc lên là nó sang á. Con này lưng thun. Eo 64 coi giãn cho tới 72. Chốt con này cho em 59.000 mã 520. M27 của chị, của cô Xuyên Đặng. Ren nè mấy chị, free size. Đây mấy chị, ren này free size nè, đẹp chưa? Eo 70 đến 80 thoải mái. Con này 55 60 kg vừa nha mấy chế. Chốt cho em mã B 41. Mã B 41. Có M B 27 không? B 27 là nó, M 27. Ờ. Dài lên lên. Trời con này đẹp quá. Hi hi hi, thích quá thích quá. Lắc không vậy trời. 520 của Hoàng Vi Ngô. 520 con đó không? Con này. Ừ. Dài lên này nha. Cái này eo 74 78, eo 74 78, đẹp chưa? Đẹp chưa? 59.000 được chưa? Chốt cho em mã 336 giữ giá luôn nhá. Giữ giá luôn nhá. Ok. Bắt trước mà, bắt trước người ta mấy chị. Trời ơi, má ơi, bà nào săn Vin nè. Bà Phương Vũ, bà nhìn ra con này không? Bà nhìn ra con này không? Má ơi, con này mà lọt vô tay mấy mẹ chuyên bán Vin là 200. 336 chị Tuyền Trần, chị Truyền Trần. Lên cho em số điện thoại địa chỉ luôn. Nhớ lên địa chỉ luôn nghe mới biết em có nhận đơn hay không nha. Soko 336 cho chị Hoàng Vi Ngô. Thời buổi bây giờ loạn lạc thì lên luôn địa chỉ để em biết em có nhận đơn chị không nha. Chứ bây giờ bên công ty giao hàng của em nó không có nhận đơn một số chỗ rồi. Thấy không? Phương Vũ ơi, nhìn ra con này chưa? Nhìn ra con này chưa? Con này mặc lên bao đẹp luôn á trời. Từ gài lại đó. Nhìn ra không? Mà nhìn ra không? Ra đúng không? Mà con này size SM rồi.
E66, 68, con này CSM. 66, 68, 59.000 nha. Chốt cho em mã C97. Tại vì con đó hơi kén người chơi nha, nên là em mới bán 59.000 á, chứ giá trị con đó cao lắm á. Rồi, size đại nè mấy chị, eo 90-95, 60kg, 70kg mấy chị, bán con đó 20.000 thôi, được chưa? 20.000, chốt con đó mã 20k đi. Dạ, cảm ơn nè, có thông tin của chị Truyền Trần à, để bên em kiểm tra lại rồi báo với mình nha chế ơi. Thông cảm giùm em nha, thông cảm giùm em, chỉ có thời đại bây giờ thôi, chứ thời đại trước là không có đâu, C97 cô Dung Tống. Rồi, con này eo 68-70. Đây mấy chị kéo phần bụng trên 72 cũng được, nói chung mấy bà mặc hấp bụng một chút nha mấy chị, con này nha, siêu phẩm nha. Đây mấy chị, con này nó đẹp lắm, con này nó đẹp lắm mà bán 59.000 nhưng mà vẫn khoe nè. Nó đẹp một cách mỹ mãn luôn á. Em bán giá nào cũng được á, con này em bán giá nào cũng được hết trơn á. Chốt cho em ở B23, nhưng riêng khách của em, riêng các chị có trong livestream ngày hôm nay sẽ mua với giá 59.000. Mấy bà đừng tưởng là tôi bán thiệt á, ngày mai tôi giao hàng 10 giờ kiến con gọi điện thoại cho mấy bà cái váy này luôn đó, bán cho mấy bà cái váy này đó. Đây con này, con này thì 70 nha mấy chị, con này rất đẹp, con này là hàng đỉnh. Rồi đây 70, con này nha, eo 66-72, eo 66-72, 70k, chốt che mã caro 70, B23 viên viên. Lên, quá đẹp, con này eo nè mấy chị, eo 84-86 được luôn, cỡ từ 55kg-65kg thoải mái. Con này nha mấy chị, eo dưới 84-86 được luôn nha. Chốt con này cho em mã 57. Trời ơi bà Dung Nguyễn giờ mới thấy bà ơi. Rồi lên. Rồi con này cực đẹp. Má ơi nó là cái quần đó, trời ơi trời. Rồi con này lý do nó mất một điểm là lý do nó quá dài. Được chưa, eo 70-74 thôi. Nó mất một điểm là lý do nó quá dài, nó bán 59.000. Chốt con này cho em mã M75. M75 eo dưới 74. Trời ơi con này mà eo 80 là cô xin đặng hốt rồi. Trời ơi cô xin đặng mét 6 mấy, mét 7 lần. M75 giùm em con đó 59.000. M75 59k. Rồi con này da lộn, xếp ly cánh quạt đuôi cá ở dưới nha mấy chị. Vải là vải da lộn nha, xếp ly cánh quạt đuôi cá ở dưới nha. M75 chị Hoa Ngọc. Em thấy chị ông Thủy chế ơi. Em thấy chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Em thấy. Rồi con này hàng của Nhật nha, chuẩn Nhật nè. Con này eo 72-76. Con này da lộn nha mấy chị. Eo 72-76 da lộn, con này xếp ly cánh quạt vạt dưới nha. Chốt con này cho em mã số 74, 59.000 mã 74. Ôi má ơi chết mất. Size SM mấy chị. Size SM nha, eo 60-72 thôi. Size SM eo 60-72. 59.000, chốt cho em mã 271 với bà ơi. 74 cô Dung Táo. Lên da lộn cao cấp. Con này nó có cái dây lộn, nó có cái dây vậy thôi, chơi cho vui thôi chứ em nghĩ cái dây này không làm được gì đâu mấy chị. Rồi con này eo 70 coi giãn 82 nha. Con này free size nha mấy chị, free size nha. Ngoài em free size chốt cho em mã bơi 42 free size 271 của chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Lên. Rồi 70.000 nè. Trời ơi, 70.000. Ôi trời ơi, thích quá đi. 70 không do dự. Nói mấy chị, đuôi cá chữ A xòe rủ, khi mấy chị mặc con này nó sẽ rủ xuống như vậy. Được chưa? Size này có vẻ là size S đây. Size này có vẻ là S. Eo 60 coi dạng đến 68 hết cỡ. Chốt cho em mã đỉnh 70k, đỉnh 70k con đó. Được chưa? Hồi nãy giờ kẹp đủ không? Rồi. Rồi bây giờ sang kẻ chân váy bút chì không? Chị nào sang kẻ bút chì, bút chì em bóc thêm cặp bút chì nữa. Đủ màu nha, bút chì em đủ màu nha. Bút chì Nhật của em là hàng đỉnh, hàng cao cấp không á. Chân váy xếp ly màu nâu bao nhiêu? Dạ 59.000 á chị Bầu Nguyễn ơi. Con nó rộng rãi thoải mái á. Đưa con đó lên chị coi. Dạ thường cuộc đời nó éo le vậy đó chị. Thường cái nào đẹp cái nó nhỏ ha. Em là người gặp nhiều nhất nè, tại vì em khui kiện mỗi ngày. Con này nè cái kẹp nó hơi bị hẹp có mấy bà về mở gai mà em nha. Em là người là hay bị tiếc cái vụ đó nè. Con này nè. Rồi con này trước đi, em nói con này trước đi. Con này là eo của nó là 60-62 thôi mấy chị. Nó rất đẹp nhưng mà nó nhỏ quá. Chốt cho em mã 542, mã 542. Con này là phải không chị Bầu Nguyễn, hỏi con này đúng không? Trời con này chị lấy đi. Bán có 59.000 à chị. Dòng con này free size nè.
dưới 60kg là chị mặc vừa, không sợ chật, không sợ lòi, không sợ gì hết luôn. Tại vì con này nó vừa xếp ly mà nó vừa hai lớp nữa, nó rất là đẹp. Chốt cho em mã 57. Tại sao chị Nguyễn Bằng không lấy con này ta? Mã 57 nè bà ơi. Ôi ôi trời, con này bán nhiêu ta? Má ơi thiệt á, con này bán nhiêu? Nhiều. 57 cô Xuyên Đặng lấy rồi. Chết rồi. Cô Bầu Nguyễn ơi, 57 cô Xuyên Đặng lấy rồi. Con này bán nhiêu đây mấy chị? Nhiêu thì được. Phương Vũ, con này nhiêu thì được cho giá ơi. Nhiêu thì được cho giá ơi. E66 co giãn cho tới 76, size SML, free size. Nó xếp ly cho tới đây luôn nha mấy bà. Xếp ly cho tới cái đai quần luôn á. Nói chung mà xin 70.000 thôi. Con này size SML mặc được nha. Chốt cho em mã số 970k. Đùa mấy chị, chốt online chậm chậm cho mấy bà ghiền chơi. Từ từ tôi còn một con đơn màu nè mấy chị. Em còn một con đơn màu, bán con này 59.000 cho mấy chị nè. Hôm nay bán là rẻ đó, nhắm mắt bán đó. Con đơn màu nè mấy chị, em có một con đơn màu. Con này thun của nó là, để coi con này là váy nha, con này là váy nha mấy bà, váy nha. Váy nha. Mã số 9. Trời ơi, con chốt, em chốt cho chị Dung Tống nè. Dung Tống nhanh quá, số 9 70k. Được chưa? Con đó là thiệt tình luôn em nhắm, em bán bao nhiêu cũng được hết á. Gặp mà dân chơi si mà ghiền con đó trả giá bất chấp luôn á. Mát tay không? Khui kiện mát tay không? Mà kiện cuối là hết hàng à. Giờ hỏi kho mà có vặt đầu cái ông kia, ông cũng không chia cho cục nào hết, mẹ nó. L64 coi dạng đến 74 size M thôi. Con này đơn màu nè mấy chị, đơn màu đẹp lắm. L64 chưa coi dạng là 64 à, coi dạng ra được 72 74. Chốt cho em ở B2. Con đó quá đẹp nha, quá đẹp cho một cuộc tình. Mã B2 quá đẹp cho một cuộc tình nha mấy chị. Rồi con này coi dạng nhiều nè, trời thích ghê. Xếp ly coi dạng nhiều. Con này là L66 L66 coi dạng đến 76 size SML, dưới 55kg là vừa hết mấy chị. Size SML dưới 55kg là mấy chị vừa hết, vừa hết nha. Chốt con siêu phẩm này cho em mã C50. Dây. Má ơi, con này ướp thơm nè. Phải không? Cái này lâu rồi đúng không? Không phải đồ giặt phải không? Con này ướp, công nghệ ướp phấn hoa nè mấy chị. Trời ơi má ơi chết rồi, mã C50. Con này công nghệ ướp nước hoa nè. C50 cô Nguyễn Bằng, chị Nguyễn Bằng. Con đó công nghệ ướp nước hoa đó chị Nguyễn Bằng. Con lòi ra đâu ra cái quần lỏng rộng vậy? Trong kiện thôi. Trong kiện có cái quần nào mấy chị? 59.000. Size M, con này L62, coi giãn tới 68 quay đầu. Chốt con này cho em mã số 47, L62 68 mã 47 59k. Rồi size to. Có lắc không mấy chị ơi? Cô Bảo Hoàng còn xem không cô ơi? Eo bạc eo nè, 70 coi giãn đến 80 thoải mái. Con này dưới 60kg là vừa. Eo dưới 80, dưới 60kg mặc đẹp. Chốt cho em mã 54, 59.000. Rồi mấy chị dài. Dài màu sáng, con này dành cho các cô, các chị đi tiệc giùm em. Thầy dậy rồi. Eo 74 coi giãn 76, chưa ngủ quá, chưa chịu ngủ chứ phải dậy, chưa chịu ngủ. E7476 chốt cho em mã 92. Trời mưa mát mà nó không ngủ. Rồi em có một con hoa. Rồi nó đo sẵn rồi mấy chị, E6162 rồi mấy chị. Ôi trời Phật đất thần ơi, gì mà nó nhỏ vậy. Mã số 936. E6162 mã 936. Trời ơi một con chân váy thun nè. Đẹp quá ha. Con này lưng thun nha mấy chị, lưng thun eo dưới 74 thôi. Con này eo dưới 74 thôi nha. Rồi con này trời ơi sang lắm. Con này mấy mẹ chân dài khoái lắm nè. Chốt cho em mã 904. 92 Phương Vũ, xếp ly L80 hả? Xếp ly L80 hả? Dạ còn á. Đợi em coi đã, cái xếp ly này L6 mấy à. Rồi con này nha, nó không xếp ly mà eo nó to nè. Con này nó không xếp ly mà eo nó to, nó quá sang. Con này sang lắm. Con này mấy chị nếu mà bự về bóp vô đi mấy chị, chứ con này đẹp quá. L88. Con này nè, bán cho mấy chị 59.000 thiệt tình. Mấy chị về bỏ thêm 10.000, 20.000 bóp vô. Nếu nó rộng nha.
L88 chốt cho em mã 948. Rồi bà Vũ Trang bà bấm mình đó là hiểu bà là bà me lắm rồi đó. Chốt đi chị Vũ Trang ơi, L88 đó chị Vũ Trang ơi, em của bà đó bà ơi. Cô chốt cô bấm mã đi cô ơi. Rồi lên, con này Âu nè mấy chị, dán Âu nè. Mấy chị nhìn hai mặt Âu hết nha. Dán Âu hai mặt hết nha. Rồi L64 coi dạng đến dưới 72. Con này đẹp nè chị Khoa Anh Nguyễn Thị. Con này mặc cho mấy chị thử coi mặc được không ta. Con này dưới 72 sợ em mặc không được. Chứ con này đẹp lắm, con này dán Âu á. Em là em mê Âu lắm mấy chị, từ đầm tới váy em mê lắm. Tại vì cái dán Âu nó rất là đẹp, nó rất là sang. Nó kiểu như á, Âu có nghĩa kiểu như là nó tinh tế á mấy bà. Nó đơn giản mà nó tinh tế á. 88 là chốt cho cô Bầu Nguyễn. Cô cho con xin địa chỉ luôn. Tại bây giờ có một số khách con không nhận rồi. Đây mấy chị nhìn dáng Âu nè mấy chị. Thấy không? Em bán có một số con đầm Âu cũng vậy đó. Lên Âu là ghiền lắm. Dáng Âu nó rất là đơn giản mấy bà nha. Nhưng mà nó nhẹ nhàng kinh khủng luôn. Con này eo em 74 vừa nè. Eo em 74 vừa nè. Đúng rồi, Âu mặc na ná vậy đó. Nhưng mà công nương kiểu như người ta có tiền mà người ta không có dinh díu đó, kiểu vậy đó. À, 88 kẹp đi em. Con lên luôn cho con địa chỉ cô ơi. 82, 84 hả? Trời ơi trời. Chốt mã B25. Con này chưa đọc mã hả ta? B25 mấy chị chốt đi. 88 là con ủa? Cái đó đó em. Cái ý cô là L88. Em thấy chị Minh Liên mà B25 chị Hoàng Linh Thái nè. Hôm nay chốt đủ đơn giùm em nha. Chứ hôm trước đó nhân viên em kêu là chị chưa chốt đủ đơn á. 904 em đã chốt cho chị Minh Liên rồi. 904 có trong đơn của chị Minh Liên rồi. Đó con đó là Âu đó. Em thích cái con đó kinh khủng luôn đó mấy chị. Rồi em lên nữa nha. Wow. Size to. Size to. Chờ em chị Vũ Trang đừng được cái đi đâu. Đây. Con này nha, chưa coi giảng là 76 nè. Mấy chị 76 nè. 82, 84 vô tư luôn cho bà. Bán là 59.000. Chơi lớn luôn. Eo 76 đến 82, 84 nha bà ơi. Mã 89 giùm em. Siêu phẩm mã 89 giùm em. Dạ. Hai ơi kiểm tra địa chỉ Khánh Hòa. Dạ dạ dạ. Thì em nhắc lại cũng được. Thích Âu phải không? Bữa nào về chân váy để về đầm Nhật á, mấy con Âu mà như vậy đó em hú chị nha chị Hoàng Vy. Về mà đầm Nhật á mới đã, đầm mà đầm đen Nhật á, dán y chang con B25 nãy luôn mà đầm nguyên một cái đầm lân thân liền luôn, đẹp lắm, mê lắm. 89 nè, chốt cho cô Xuyên Đặng trước. Đây đẹp chưa? Con này nó cũng có xếp ly luôn đó mấy chị. Siêu phẩm, con này siêu phẩm nha, 70 nha. Con này vừa xếp ly vừa quả tiết. Xếp ly cánh quạt 4 phân. L68 cho đến 70. Con này xếp ly cánh quạt 4 phân đó mấy chị nè. Xếp ly đủ 4 phân là hai lóng tay mình á. L68 đến 70 nha. Chốt cho em mã quả tiết 70k. Yêu quá thôi, hiểu ý nhanh. Dạ bút chì lên nè mấy chị. Bút chì mình lên màu khác đi ha. Màu xanh, sọc đen, đỏ, cam. Bút chì xanh bơ. Và ôi có con vàng nè, ngon nè. Rồi đủ màu luôn. Nâu, trắng. Trời ơi. Ôi gì nhiều màu vậy. Rồi cho xin 10 màu bút chì khác nhau của Nhật Bản nha. Không nhận khui kiện mát tay quá mà. Mối nè, mấy bà mối nhìn khoái tôi lắm nè. Nói chung là vô mùa á. Vô mùa thì em có em chia cho sỉ nha. Chứ bây giờ hết rồi mấy chị ha. Hết rồi. Không có hàng. Quả tiết 70 của chị Ôn Thủy không có nha, quả tiết 70 nè. Đẹp lắm nha chị Ôn Thủy. Đẹp lắm nha. Size số 11 nè, hàng chi. Hàng chủ nhật size số 11 nè. Size chị đó, size số 11 ok lắm á. Chị chốt cho đủ đơn đi luôn, dạ co á. Đây eo to, eo 78 80, con này là màu xám. Màu xám ghi trơn. Xám ghi hơi mờ mờ chút. L78 80, 8 hơi ghi mơ mờ á. Mã 513. Đây một con bút chì size L lên.
Rồi con này size S chắc rồi má ơi. Có lưng thun phía sau mà size S thôi, quá đẹp. Con này là váy bút chì nha. Eo 64 đến 68 thôi. Trời ơi má ơi. Eo 64-68. Chốt cho em mã C 89 513 chị Chuyên Nguyễn. Nó đã quá mấy chị ơi. Nó đã quá mấy chị ơi. Con này hơi ngắn nha. Từ từ. Đây hơi ngắn nè, em vi ốm nè, trên gối em vi nha, hơi ngắn nha, nhưng mà đẹp lắm. Eo 64 à. Trời má ơi nó đẹp, nó nhỏ xíu trời. Eo 64, chốt cho em mã 436 eo 64. C89 của chị Ngọc Thúy Lê, rồi màu này màu kem. Size số 9R là size nhỏ nè mấy chị, màu kem size số 9R. Eo 60 đến 62 màu kem nha mấy chị nha, eo 60 62. Chốt cho em mã 83. Trời bóc cái không mấy con bóc chị em nhỏ không vậy trời. Ủa con này nhỏ nữa. Ôi mấy chị không có ai em nhỏ hay. 436 chị Ngọc Thúy Lê kìa. Ôi bà nhỏ kìa. Chị được hai cái vi hồ ok chúng rồi. Chị Hoàng Vi hai cây. Rồi em lên đây. Eo này 64 coi dạng nó 68 đây. Được không? Con này cái lưng nó đẹp lắm nè. Eo 64-68. Dài nè, độ dài nè, ngon cơm. Lên cao gót, đẹp. Chốt che mã 221. Mã 221 eo 64-68. Trời nửa nha con này đẹp nha. Chưa coi giãn là 66 nè, coi giãn là tới 68 hết rồi mấy chị. Bằng size con kia mà xếp ly. Đây mấy chị, bằng size con kia, eo 66-68 nha. Xếp ly hai bên, mã M74. Vàng nè. Ôi ôi con vàng này cái vải nó giống lụa quá trời. Má ơi con này vải y, y như lắm lụa vậy. Dạ em ơi, giờ em chuyển trước cho chị đi. Mấy trăm ngàn triệu bạc chị giữ cho em tới năm sau cũng được. Trời ơi bô hân ơi. Giờ bữa em bị bế đi cách ly 21 ngày. Em chuyển cho chị mấy trăm ngàn chị giữ cho em đó cưng. Sao giờ em hỏi câu kỳ em. Con bé nó khờ ghê. Rồi cái này 60 cho đến 64. Em 60-64 à. Chốt xe mã 188 M74 và nắm linh chi 188 con vàng nó vải lụa đó mấy chị. Rồi con này nè vải nó có một chút xíu cô tông á. Ấy lộn có một chút xíu thun nhật có nên nó sẽ body nha. Đây con này. Trời má ơi nó đẹp quá. Con này ôm nha. Ôm nha mấy chị nè. Cái vải của nó nè. Có ôm nha. Vải này sẽ có ôm. Em giờ nhiêu mà bô hơn? 64 không? Mấy con này là đừng có bỏ qua nha. Rồi con này eo 68 nè mấy chị. Eo 66-68 con này 59.000. Chốt cho em Vi mã 316. Mặt bá ác vậy. Bé Bô Hân là mua hàng của Vi lâu lắm rồi. Bé Bô Hân mua hàng từ thời cái quần ngố cao cấp đó chị Hoàng Vi Ngô. Bé cũng mua quần ngố hàng hai lớp của Nhật không à. Bữa bị bê đi cách ly 4 ngày thiệt. Eo 72-74 con này. Con này được không chị? Chị Khoanh Nguyễn Thị ngắn quá không? Nhưng mà dễ thương lắm. Eo 72-74. Chốt cho em mã B75. Nè nhìn nè nha. Hai mặt đều đẹp hết nha. Cái màu nó lạ nữa đó. Mã B75. Trời ơi. Một em hai nút mới luôn. Trời ơi con này nó mới luôn. Cái tem nó còn luôn. Con này hai nút tem còn. Váy hoa ngang đùi có nha chị Ngân Quỳnh. Đây mấy chị nhìn nút ngọc hai nút hàng cao cấp nè. Đấy. Con này mà rơi vô tay mấy mẹ bán số. Mấy mẹ khoái lắm. Thử lên mannequin bán 300 ngàn liền chứ mắc gì bán giá rẻ. Eo này 60 cho đến 64. Con này mấy chị mặc sẽ đẹp lắm. Con này mấy chị để ý nè. Mấy chị để cái đai của nó nè. Cái đai của nó là bằng một ngón, gần bằng một ngón tay của em. Nên là mấy bà mặc nè. Nó sẽ vô cái chỗ này nè. Đó. Nó vô cái eo dữ dằn lắm. Đó. Chốt cho em mã số 16. Con nó dạng lưng to đó. Chỗ có một con nữa nè. Hồi đó thấy chưa. Giống con số 16. Cái đai này nhiều bà mê lắm nè. Cái lưng này nhiều bà mê lắm. Bất chấp chốt luôn con đĩa này cũng to nữa nè. Eo 64-66. Rồi chốt con nâu này mã 64 luôn. Trời ơi lên bút chì gì mà nhỏ 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 không trời. Trời ơi con này dễ thương nữa là trời. Con này body. Con này là body nha. Body nha. Ôm nha. Con này ôm mặt vô là ôm luôn. Ôm mông ôm đồ hết luôn. Rồi qua cho nhanh nè mấy chị nè. Eo 70. Eo 70. Mệt thiệt mê thiệt mà eo 76 đâu hả. B33. Em cũng đang tìm nè chị. Từ từ. Tơ ẩm Blasibo 76 đâu. Thôi con này qua nè mấy chị. Con này eo 60 bà nào chốt đi. Eo nó 58-60 luôn. Rồi mẹ ơi. Thêu hai túi cao cấp.
màu của nó cà phê sữa mới ghê chứ. Con này để gài đâu cho nó chính xác. Trời không ai chốt luôn. Ấy 7 con kìa, ấy 7 con 7 màu xét không kìa. 66 cho đến 68 con này. Chốt mã số 506 đi. Em 66 68 trắng à. Trời ơi con trắng này cái đĩa của nó giống như cái quần em hay bận đó mấy chị. Đĩa lưng nè, eo 72. Eo 72 nha, con này em mặc coi không chừng được đó. Mã 43 eo 72. Trời ơi, công nhận nha. Được con lô chân váy bút chì đẹp quá, chắc đăng cái lô này lên bán quá. Đăng cái lô này lên bán là mấy bà sĩ khoái liền, mấy bà sĩ mà có khách xét á. Eo 61 đến 62 con này thôi. Mã 239 đi, mã 239 đẹp quá mấy chị. Xem lại cái 58-60cm đi. Mã 58 hay sao chị? Size to này mấy chế, size to. Hú hồn chim én có một con nè. Con này 74-76 nè. Tìm phụ nữ ốm ít quá. 72-74-70-72 à. Tiếc quá. Chốt cho em mã 304. Mã 304 có không? Có mã 58. Không có mã 58. À xem lại cái eo 58-60cm mua cho bé ha. Cái xanh lá đó em. Đó đúng vậy. Con này là hàng thêu thổ cẩm. Hàng thêu thổ cẩm nha. Con này 58 à. 304 của chị Thúy Vân. Con này 56 á. 56 à. 56 à. Mã 271 mua cho bé được. Rồi một cái nữa là qua nè. Về chân váy điệu nè. Con này size L nè. Màu rêu đậm. Bé bạn bị còi xương. Rồi cái này eo 74-76 mấy chế. Eo 74-76 màu rêu đậm. Mã số 954. Không con đó eo. Em đo có 27 à. Em đo có 27-28 mà không được 29 nữa đó. Rồi đây 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 đây. Đen mà xếp ly nữa trời ơi. Đây đây. Chưa coi giãn là 72. Con này chưa coi giãn 72. Coi giãn nó tới 82. Các tình yêu của em ơi, các chị của em ơi. Mã M20 con đó. Rồi em lên nè. Eo 7, eo chưa coi giãn là 70 đây. Coi giãn cho tới 78. Eo 70 78 đây. Mã số M20, M20. À quên chết mẹ, M82, M20 chị Trần kia chốt rồi. 304 ai lên? Ái Lê lên trước lâu rồi. Chị Ái Lê nè, em chụp màn hình nha, 304 chị Thúy Vân trước. Bây giờ chị Ái Lê đừng buồn, em size S, em nhiều siêu phẩm lắm. Em đưa con siêu phẩm này cho chị Ái Lê, giá 70.000, chị Ái Lê ghiền liền. Rồi M82 con này giùm em đi. Đây, con này eo 66-68 đó chị. Mã hoa 70k. Đẹp lắm. Eo 66-68, mã hoa 70k. Nó là cả một bầu trời thương nhớ luôn á. Nó là cả một cái gì gọi là một cái độc lạ mà có nhiều chị mà mê quá mà bỏ thời gian mà săn đó. Ha, được chưa? Hoa 70k. Cái bà mà ghiền si là bỏ bất chấp giá nào cũng mua con đó đó mấy chị. Rồi con này da lộn nha. Da lộn đen xếp ly không quá nha, không quá dài, không quá dài đây. Em nhận 1 triệu bô hơn. Trời ơi thiệt tình. Ôi ôi con bé này. Con bé này. Sao? Sao sớm giờ nhiều người quăng tiền cho mặt em quá chứ. Hoa 70k cái đó là eo 66-68 á chị Thước ơi, chị ok không ạ? Mấy chị có tin là nó chưa chốt cái nào không? Bộ hơn chưa chốt một cái nào. Rồi eo 72 coi giãn đến 80. Eo 72 coi giãn 80 nè mấy chị. Chốt cho em con này mã 141 nha mấy chị. Em có con này đẹp nè. Dạ đợi em chốt lên siêu phẩm lại cho mấy chị. Em lên siêu phẩm lại cho 59. Hoa 70k của chị. Của chị Nguyễn Thị Thước. Đây. Con này đẹp nha. Eo 66-68 nha chị. Cái màu của nó là màu chuẩn vinh đó. Chuẩn vinh Nhật ha. Nói chung em xin mấy chị 70k nó cũng trên như đâu. Tính ra mấy chị nhìn kỹ. Nó trên nhau có 11.000. Và con này size nhỏ nè. Có lưng thun. Con này nha. Chưa coi giãn là 62. Coi giãn ra tới 68. Đây. Độ dài. Quá sang. Chốt cho em mã 78 mấy chị, giá 59.000.
Nhỏ vậy cao hức ốp. Dạ em lại lên size nhỏ nè. Con này có thun mà lưng của nó bản lưng rất là to. Con này chưa co giãn là 62, co giãn là tới 66. Cái bản lưng của nó là gần như là nó bằng 10 xăng luôn á. Cái bản lưng của nó nè. Đây phòng như một nàng công chúa nha. Chốt con này cho em mã số 169. Mã 169. Đây. Con này là hoa đi tiệc nha, hoa body đi tiệc 2 tầng. Con này nãy đo em 70-72 vậy chị Ái Lê. À không, con này 76 luôn. Con này 74-76 luôn. Chốt cho em mã 150. Em 74-76 mã 150, 141 con chốt cho cô xin đặng rồi đó. Nguyên xị mà nghe giọng em còn thích. Nguyên xị. hoa trên gối để em một tí. Hoa trên gối khó quá. Hồi em có con này đẹp quá nè. Quá đã luôn á mấy chị, con này chuẩn vinh đó mấy chị. Con này chuẩn vinh á, mà cái dây kéo ở dây thun của nó hư rồi. Hả? Con này nè mấy chị chốt 40.000 bao lời. Lỗi 30, lỗi 40k mấy chị. Nha, cho em xin con này 40 nha, hư dây hư thun nha. Hoa 40k con đó free size á, bao nhiêu ký cũng vừa hết. Cái con đó là mấy cô mà 60 65 kg mấy cô chốt được á. Rồi cực phẩm đây. 70.000 con này, bao chuẩn. Váy xếp ly sao ủi vi, dạ mình ủi hơi nước đi chị. Mình ủi hơi nước đi chị. Nhưng mà nó nè, xếp ly đa phần nó bằng vôn hoặc vôn các hàng. Nên là mình giặt xong rồi mình để cho gió nó bay 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 rồi nó thẳng à, không cần ủi. Lỗi 40k anh chú cho chế trần chi. Cái đó nếu mà chế sữa thun thì mình muốn bóp như mình bóp. Được chưa? Muốn bóp mình bóp. Rồi con này 70 giùm em nè. Con này eo 70, co giãn cho tới 76. Con này đai của nó rất là đẹp, độ mới hoàn hảo luôn. Eo 70 cho đến 76, giá 70.000. Mấy chị chốt cho em mã rêu 70k. Mã rêu 70k. Và bút chì size L nè. Con này bút chì dài. Bút chì dài mấy chị lên thoải mái dây kéo. À lộn, lên thoải mái cái gì? Lên thoải mái cao gót giùm em. Con này size L nè mấy chị. Em chưa đo em biết rồi. Eo 80 đến 82 luôn á, đã chưa? Quá đẻ, quá đẻ. Eo 80 đến 82, chốt cho em mã số 88. Eo 80 đến 82, mã số 88. Rồi con này da lộn. Da lộn nha mấy chị, size to. Đây, con này vải da lộn màu nâu đất, size to. Con này là size LXL luôn nè. Eo 80 cho đến 84. Eo 80 cho đến 84 mấy chị, rất là đẹp. Con nâu này nâu da lộn, chốt cho em mã M8, nâu da lộn mã M8. Em lên màu hồng đất đi. Đó. Đẹp chưa? Con này giả da lộn nha. Giả da lộn. 88 có không em? Có. Chị Bầu Nguyễn nha, em chốt mã 88 cho chị Bầu Nguyễn. Chị Bầu Nguyễn mua hàng bình thường phải không hai ơi? Rồi, từ từ để em chút. Chị Bầu Nguyễn là mình đi đơn được phải không? Eo 70 chưa co giãn nè mấy chị, em đo chưa co giãn, mới co giãn cho mấy chị dễ chốt. Eo 70 co giãn cho tới 76. Chốt cho em mã 163. Con này đẹp nè chị ơi, gì ta? Ơi không dám kêu tên. Chốt cho em mã 163. Xếp ly, xếp ly. Hoa trên gối hả? Cái trên gối là dưới đây phải không cưng? À, cái trên gối ngắn ở dưới đây phải không? Để chút chị em lên nè, có nè chị Ngân Quỳnh ơi. Có nè. Con này dạng túi hộp nha. Con này không chừng mặt vậy nè mấy chị. Em thấy là mặt vậy nó phù hợp hơn là cái váy á, tại vì nó có cái phần chít eo ở giữa nè mấy bà. Con này 50-55kg thoải mái nha mấy bà. Mã 141 có đó là giống cái đầm ống lắm. Mã 141 59.000. Đây con này nè, trời thời chân thành. Huyên chân thành chị Ngọc Ái Lê đâu mất tiêu rồi. Chế ơi, em đang lên eo của chế nè. Eo 68 cho đến 72 nè. Trời con này bán. Trời eo 6872 con này bán phải 59.000 à trời. Eo 6872 này chơi, đẹp quá chơi. Mã số 68. Mã 68. Hoa trên gối, chị Ngọc, chị gì ta? Chị gì? Chị Ngân Quỳnh. Chấm chấm em cái chị Ngân Quỳnh. Hoa trên gối nãy giờ lên mấy cái vậy bà? Ủa con này nó trên luôn mà nó ngắn quá luôn á trời. Đây nè. Dạ rồi còn phải không? 68 là của chị Quyên Như đầu tiên. Con này gì mà nhắn ngắn dữ trời. Thôi kệ.
Ngắn hay vẫn đo eo được chưa? Đây. Con này eo 66, 68 á chế. Ngắn nha, em nói thiệt ngắn nha. Chốt cho em mở B8. Con này có cái phần thun nhưng mà ngắn á chị. Eo 66, 66, 68 mà mở B8. Ngắn quá mấy tôi bận, bận sau luôn á bà. À đây. Đây, à đây, à đây. Con này lưng chết nè, eo 66, 68, 70 chuẩn. Con này lưng chết chuẩn 68, 70 luôn. Trời ơi, mừng quá. Chốt cho em mã C80 đi. Rồi chốt nha. Rồi bây giờ mình quẹo tiếp đi. Em mấy chị thấy không, bên đây là ngắn nè, bên đây là dài nè. À được chưa? Wow má ơi, ngắn mà nó thơ hết luôn nè mấy bà. Bồ Hân ơi, em chuyển cho chị 1 triệu xong dằn mặt chị xem vô chốt em. Eo 72 con này. Không coi giãn nữa, lưng chết. Eo 72 lưng chết. Mã A14. A14 theo hết nha, A14 theo hết nha. Size to da lộn xếp ly đây. Chưa coi giãn là 68 đây, chưa coi giãn 68. Coi giãn là 82. Chơi láng giùm em, con này chắc có bụng luôn, chắc bụng dưới luôn. Eo 68 coi giãn đến 82 luôn. Mã 401 con đó giùm em. Trời má ơi, cái gì em cũng có vậy ta, nó vừa xếp ly mà vừa caro nhuyễn hồng nữa nè. Size to nè, con này size to nè. Vừa xếp ly mà vừa caro nhuyễn nha mấy chị nha. Quá đẹp cho một cuộc tình. Quá đẹp cho một cái váy. Rồi eo 74, chưa coi giãn là 74, coi giãn ra tới 86. Chốt cho em mã C22. Giờ không ai chốt nữa em nghỉ em đi, em đi uống trà sữa nha, em có 1 triệu rồi. Trời caro xếp ly nhuyễn hả? C22 chị Truyền Trần. Sơ cua cho chị Trần Chi C22. Eo 66 coi giãn đến 78. Eo 66 là chưa coi giãn nè, coi giãn đến 78. Chốt con siêu phẩm này cho em mã số 2462. Siêu phẩm mã 462. Con này mã số 13 của Nhật Bản nha. Trời ơi, vải linen đó mấy chị. Linen mã số 13 Nhật Bản con này. Eo 70 coi giãn đến 72. Con này hàng linen nha. Eo 70 72 chốt cho em mã 167. Mã 167 462 của chị Nguyễn Thảo. Em thấy chị Dung Nguyễn nãy giờ nha chị. Ông già em lên phải ngắn liền cho chế. Ngắn mà ngắn tại vì ngắn em lên trụ má ơi cái này cái quần. Rồi cái quần gì mà nó đẹp dữ vậy trời. Má ơi, chết mẹ. Rồi hôm nay không phải là ngày của em. Cái quần này kéo sao hư mẹ vậy kéo. Trời cái quần đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi cái quần này mấy chị ơi. Trời ơi trời ơi Bô Hân ơi. Em chốt đi, cái này là chị gì 1 triệu của em chị sẽ đem cái này chị ra tiệm chị đi sửa. Hồi eo 64 luôn. Trời ơi Bô Hân ơi, eo 64 nè em. Chốt mã 105. Vì em chị sẽ đem cái quần này đi sửa. Mạng lắc quá hả? Thôi kệ, không chốt được bữa này bữa khác em. Và con này nha, xếp ly trên gối nha. Con này eo 70-72. Chốt cho em ở 04. Tại vì thường ngắn em có nhỏ nhỏ không à. Nãy giờ chưa thấy con ngắn nào nó to to hết, chán ghê luôn. Vậy để em lên sang kẻ cho chế nha chế. Yên tâm nha chế, 105 Bô Hân nè. Rồi chú chú con nó đi sửa thun mà để cho bà hai bà đi sửa. Chị đâu, tôi đâu có rảnh đâu hả? Dạ mấy chị cao cấp đây. Cao cấp nè, con này đẹp quá. Dây. Con này nha, chưa coi giãn là 72, coi giãn là 76. 72 76 được nha mấy bà. Thôi chốt siêu phẩm này cho em mã B40. Em 72 76 mã B40. Đây, rồi. Cuối cùng cũng có con xin 70 nè. Thôi con này quần nha. Quần 70k, con này size L. Nhìn nè nha. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Eo chưa coi giãn là 78, coi giãn ra tới 84. Quá sạch. Chốt cho em mã quần 70.000. Eo 78 nha. Eo 78 coi giãn 84, mã quần 70k. Còn bút chì chế ơi. B40 chị Hoàng Vi Ngô, chị Dung Nguyễn sau rồi. Trời hôm nay sao vậy trời? Chị Dung Nguyễn lâu lâu mới gặp được em, mới vô chốt hàng thêm mà không thấy. Không chốt được. Rồi con này made in Japan luôn á. Nó ghi là Japan luôn á mấy chị. Quần 40, quần 70k của chị Chuyên Nguyễn. Con này eo 66 hết, không coi giãn nữa. Con này giãn Âu nè. Con này đẹp nè.
E66 nhăn dáng nó rất là Âu luôn, dáng Âu chuẩn E66, chốt cho em mã số 206. Mã 206 từ để em chốt chế thôi, em lên cho chế. Con này na ná bút chì nè chị. Dài. Con này size đại á, con này size LXL á. Chữ A đơn giản màu xanh dương đậm. Con này E80 coi giãn tới 86. E80 86. Chốt cho em mã số M10. 206 viên viên con đó ra dáng Âu luôn nha cưng. Con đó mặc cái dáng Âu giống con đen của chị vậy đó. Nhưng mà nó là xệ nhẹ nhàng. Con này ngắn nè mấy chị, con này ngắn nè, cỡ ngang gối. Ngắn cỡ ngang gối, E68 coi giãn cho đến 74. Chốt con này cho em mã số 335. 335. Rồi bút chì nè. Bút chì chữ A. Chữ A nha. Trời ơi nhìn cái form váy của người ta nè, nhìn nó nhọn quắc ở dưới thấy đã không trời. E66 không coi giãn nữa. Eo chết 66 mà B78. Eo chết 66 mà B78. Nữa nha. E70 con này. Eo dưới 70 con này không coi giãn nữa. Mã số M74. M74. Trời ơi đẹp chưa? Con này ngắn dễ thương ghê không mấy bà. Con này đẹp quá trời, con này size S rồi. B78 của Bô Hân. Con này chưa coi giãn là 60 nè. Coi giãn ra 66. Chưa coi giãn là 60, coi giãn ra 66 con hồng xếp ly xòe này. Chốt cực phẩm cho em mã 47. M74 của chị Ôn Thủy. Size to. Con này eo 80 cho đến 88 thoải mái nha. Chốt con này cho em mã M65. Mã M65 chữ A kaki nè. Trời con này sang phải biết nè. Con này chữ A kaki nè, sang lắm, con này sang lắm mấy chị size M. Con này mấy chị size M. E74 76 nè chị. Chị Quỳnh My mình mặc con này đi. 78 thì hớp bụng vô. Chốt cho em mã B31. Con này 74 76 thôi nha mấy chị, B31 rồi con này. Ôi nó rất là gì và này nọ luôn, hôm qua ghiền con này kinh khủng mà không bà nào chốt nè. Con này quá đẹp, một con bút chì mà độ dài của nó chuẩn luôn á. Con này để ý nha quý chị, để ý kỹ đi nha, nó rất đẹp cho mấy chị đi làm nha. Eo nè, eo 70 đến 74. Trời eo của em luôn á, hôm qua em thử rồi hình như đúng là hôm qua em thử đúng con này luôn nè. Hôm qua là tôi ghiền quá tôi thử đúng con này Made in Paris nè. Hàng chi nè. B31 của chị Dung Nguyễn, M65 ra chị Trần Chi chưa? Ra chưa? Chưa mà. Đâu kiếm ra rồi kiếm cái phiếu rồi. M65 Trần Chi ra rồi kiếm đâu. Có M66 chị Trần Chi. Màu nâu nha chị Trần Chi. Con này nha mấy chị E74 được nè. Con này em mặc muốn tuột luôn nè. Đây. E74 được. Trời ơi con này em mà lên cao gót mà cái gì sơ mi trắng này nọ đẹp lắm. Trời ơi, quá đã luôn cho một con chân váy 59.000. Chốt cho em mã 117. Con này 74 được nha mấy bà. 76 thì mấy bà mặc hơi hớp một chút. 76 mặc hơi hớp một tí. Mã 117 quá đẹp. Đẹp lắm rồi đó. Bút chì mà chuẩn dáng luôn đó nha. Con nó bút chì chuẩn luôn đó nha. Trời ơi má ơi, đen bồng nè. Trời ơi. Size S. Quá đẹp. Hai lớp tự nhiên phòng luôn, phòng tự nhiên hai lớp. 117 của chị Nguyễn Bằng. Tên nè nhìn nè. Con này chưa coi giãn là 62, coi giãn là 66, quá đã. Trời cái này đẹp quá chị Ôn Thủy ơi. Mấy chị size L62 66 nè. Mã B1 siêu phẩm. Mã B1 siêu phẩm. Lên nè nha. Ước gì cái nào nó cũng đo eo cho tôi rồi trời. Con này mới 100%. Xa hàng mới 100% nha mấy chị, new tem nha, xếp ly quả tiết. Con này eo 74, eo 72 74. Eo 72 74 quả tiết nhìn kỹ cho em nè, đẹp quá chị nè. Chị không vừa đâu em, nhưng mà em nghĩ được chị mua về thử đi. Được. Chốt cho em mã B371, tại vì con đó nó còn em mặc nó còn rộng lắm. Nên là cái khả năng mà mình vô á, cái khả năng mà size L vô là thoải mái. Nói chung là khả năng được, em chắc ăn con đó là khả năng được của chị là 80% á.
em chị 7-8-80 phải không, khả năng được 80% luôn á. Con nói bà hấp bụng mà kéo lên phần trên tôi đi cho nó sang. Nhưng mà quan trọng nhất có, nếu mà con nói chị có bụng dưới là không đẹp nha. Nếu mà bây giờ nếu muốn mặt đẹp con đó thì chơi cái nịch vô. Muốn mặt đẹp con đó chơi cái nịch vô. B71 của chị Thúy Nguyễn. B71 không? Không không, sai mặt ha. 371 của chị Hoàng Linh Thái. Chị Thúy Nguyễn ơi, em đâu không có B71 nha chị. Em có 371 nha chị. Chị mình chốt sai mã nha chị. 371 mới đúng nha. Váy ngắn đi Vy, dạ dạ. Con này eo 70 coi giãn cho tới 76. Bây giờ cái này là dài quá phải không? Eo 70 76 nè. Trời ơi bây giờ. Chốt cho em mã số 79. Eo 70 76 mã số 79. Ngắn nha. Ngắn là đừng có like em nha. Tại vì sợ mấy chị ngại ngắn. Rồi con này da lộn có đai. Con này có đai nha. Đây, cái đai của nó này mấy chị rất đẹp. Cái đai của nó đẹp lắm. Da lộn nha. Con này lưng thun size SM 79 nè, của chị Truyền Trần. Họa tiết DV cái gì đi. Ok. Con này eo 68 cho đến 72. Eo 68 72. Chốt cho em mã M25, em lên sen kẻ quả tiết ngắn dài. Ok. Ngắn nè. Trời ơi, con này cái quần của nó dễ, cái váy của nó dễ thương quá mấy bà. Mấy bà size S nè, dễ thương, siêu dễ thương luôn, màu nâu tây. Eo 66 68. Màu nâu tây, eo 66 68 con này là quá dễ thương rồi đó, mã 511. Rồi con nói em thấy cưng quá. Mã 511. Rồi đây, con này nè. Con này lưng nó đẹp ghê không? Size nhỏ, thường cái chân váy ngắn của em bị size nhỏ. Eo 62 64 à. Chốt con này cho em mã 179, em lên sang kẻ nha mấy bà yên tâm, đợi chút ha, em quẹo liền. Rồi con em có một xếp ly trắng nè. Con xếp ly trắng eo 62 64 à nha. Chốt con này cho em mã số 282. Eo 62 64 mã 282. Dạ con này dễ thương nè. Ồ con này eo được nè, con này size M nè. Con này eo 70 72 size M. Chốt cho em mã 22 luôn, mã 22. 511 của Bo Hân rồi quẹo qua siêu phẩm. Rồi con này lưng thun nha mấy chị, chấm bi. Dán con này eo 66 coi giãn cho tới 74. Eo 66 74 chấm bi nè. Con này chuẩn đẹp luôn rồi đó. Chốt cho em mã số 105. 282 của Bo Hân nè em. Đây. Trời đất ơi, quỷ thần ơi. Từ nha. Đẹp lắm này nha, rất là gì và này nọ nha. Size to luôn. Rồi con này eo 76. Eo 74 76. Bằng con nãy em bận á. Chốt cho em mã số 464. 464 nha, dài nha. Rồi xếp ly cao cấp lưng thun. Eo chưa coi giãn là 70 nè mấy chị. Coi giãn ra 78. Ừ nó sang dữ vậy trời. Eo 70 78 cái màu này nó tây lắm. Chốt cho em mã 74. Mã 74 quả tiết ha. Bây giờ lệnh thấy con quả tiết nào ta? Lên nè, quả tiết nè. Trời ơi mấy con này trên dưới đều có ly hết. Ly ít ly nhiều thì có ly hết. Rồi con này nhan ngắn nè. Con này nửa cẳng chân ha, dài vừa qua gối. Eo 72 coi giãn cho đến 74. Eo em á, eo Vy á, eo 72 74. Mấy chế chốt cho em mã số 12, 74 của chị Yến Lê. Rồi con này có bụng, có che bụng nè. Trời ơi con này đẹp quá, che bụng nè mấy chị. Nhìn nha, con này lưới đen xòe tự nhiên che bụng. Đây con này chưa coi giãn là 78, coi giãn ra tới 84 che bụng nha, che bụng dưới 84 nha. Chốt cho em mã 189. Chốt che mã 189 che bụng. Ơi em nghe. Eo con này hàng của Gu nha mấy chị. Con này hàng của Gu nha, hàng hiệu của Gu, chưa coi giãn là 66 đây ạ. Coi giãn ra tới 74, con này giãn Âu á. Na ná Âu gần bằng Âu. Eo 66 cho đến 74, chốt che mã 77. 189 của chị Bầu Nguyễn. Rồi lên siêu phẩm hồi nào có một con y chang mà màu khác. Trời ơi bà nào chốt là được hai màu luôn. Rồi con này eo 62 chưa coi giãn nè. Coi giãn ra tới eo 70. Nói chung là con này eo 62 coi giãn đến 70 nha. Bản lưng coi giãn nhiều nha mấy bà. Đẹp quá trời con này. Mã 412 lấy liền. Mã 412 77 của chị Quỳnh My. Ôi trời ơi mụn nội ông ngoại gì đó ơi. Chưa coi giãn là 64.
Coi giãn ra tới 76. Ồ đẹp quá à. Thích quá à. Thích quá đi à. Đẹp quá đi à. Ôi đẹp quá nè. Chứng minh nha, eo 74 tôi hóp bụng tôi mặc được nè mấy má. Con này cái áo xộc hợp. Đẹp quá, đẹp quá. Mã M 50 con này. Mấy chị thấy không? Một cái mà nó nhức nách như vậy mà đi bán 59 ngàn nè, có bán nhà không? 412 của chị Hoàng Linh Thái. Quá đẹp. Con này free size luôn á mấy bà ơi. Ôi ôi quá đẹp mấy bà ơi. Chuẩn nhật hai lớp nha. Mã M 50 chuẩn nhật hai lớp nha. Bút chì. Trời bút chì đuôi cá. M 50 chị Nguyễn Thảo. Trời ôi mẹ ơi, nó làm gì nó đẹp dữ trời. Ôi đồ đẹp quá à, ghiền quá à. Hôm qua đã bán sỉ bớt rồi đó. Qua lần hôm qua khách vô lựa một mớ rồi đó. Giá vẫn vậy chứ không có giá sỉ. Mười mấy triệu á. Là khách lựa mười mấy triệu rồi đó. Eo 70 coi giãn 72. Trời ơi trời, eo tôi luôn á trời. Sao hôm nay mà làm cho nhau tiếc dữ vậy. Chốt mã 529 đi eo mình đó. Mà eo mình đó. Eo mình 529 đi eo mình đó. M50 nãy chốt rồi nha mấy chị. M50 chốt rồi. Ngắn nè. Wow, ngắn trắng tinh khôi luôn. Hôm nay chế nào không chốt đủ đơn em buồn lắm nha. Nha. Mấy chị chốt cho em hai con nha. Chứ đừng có mà bấm một con đi ra nha. Tội em lắm nha. 70 cho đến 76. Hôm nay là siêu phẩm là hai con là em đi liền luôn á. Em 70-76 con trắng này chốt cho em ở M17. Chứ là không có giữ đâu. Siêu phẩm không có giữ đâu. Giữ ế. Đi liền mới có tiền về. Được chưa? Rồi con này xếp ly quả tiết nè. Quả tiết màu tối xếp ly chữ A. 529 của chị Hoàng Linh Thái trước. L68 kìa. L6668 không coi giãn nữa nha. Mã 049. L6668 mã 049. M17 của chế Dung Nguyễn nè. Chế Dung Nguyễn cho em xin lại cái số điện thoại nha chế. Em lo liên tục. Con này L66 cho đến 70. Đây. Quá đẹp. L6670 quá đẹp luôn mấy chị. Chốt con này cho em mã số B89. L66 đến 70 mã B89. Đây con này hàng đi là a à, hàng đi du lịch. Con chân váy này giá trị thị trường trên dưới 300 nè. Con này size SM, eo dưới 74 là vừa. Con này L66 cho đến dưới 74 là vừa. Mã C48, mã C48. Không cho ta chốt ta giận luôn. Em lấy điện thoại chị Dung Nguyễn. Hồi nãy gõ gàng em lên mấy con 8284. Em réo tên chị một cách tha thiết, thảm thương. Mà bà đâu có bấm đâu. Rồi giờ bà nói câu nghe. Thấy nó sao sao quá ta ơi. Rồi maxi 3 tầng. Con này là mấy tầng đây, coi lại nè. Một hơi má ơi, con này tới 5 tầng lận mấy chị. Nè. Nhìn nha, một tầng của nó là bằng ngón tay và 5 tầng. Ôi mẹ ơi, cái gì mà tới 5 tầng dữ vậy, bao dễ thương. Lưng thun dây rút. Đây E66 coi dạng đến 74 á, cỡ em quay đầu, size SM cỡ em quay đầu. Maxi cao cấp, chốt cho em mã số 472. Tôi ẩn bình luận không trời. Mã 472. Xếp ly nhuyễn cao cấp size đại, size rất là to nè. Con này size rất là to. Chưa coi dạng là 80, coi dạng ra tới 88. Được chưa? 80-88, chốt cho em mã số 17. Xếp ly nhuyễn eo to, mã số 17. Trời ơi. Sà cừ. Xanh sà cừ eo 64 nè, eo chưa coi giãn là 64 nè. Coi giãn cho tới dưới 68 đi ha. Eo 64-68. Chốt cho em mã 04. 17 của cô Bầu Nguyễn. Cô ơi, cô chốt nhiều quá là cô phải cọc cho con mới bán nha cô. 472 của chị Nhiên Võ. Bên con đơn trên 200 bắt buộc cọc đó nha cô nha. Đơn trên 200 mà là khách mới là phải cọc á. Sau này cô đừng có kêu con tin cô nha. Cô nhớ cọc cho con 50 đi là con đi hàng liền. Nha cô. Nhớ nha, nhớ cọc con nha. Đơn trên 200 là cọc nha. Con này cái dây nó bị hơi bị lệch một chút mấy chị nha. Con này dễ thương, con này ngắn dễ thương. Mấy chị về mấy chị rút lại cái dây cho nó đều giùm em. Con này mấy bà mà không dễ thương không lấy tiền. Dạ cọc có 50 ngàn à. Còn nếu mà cô mà có cạc điện thoại, cô không chuyển khoản được, cô cần cạc, cô nạp cạc cho con, cô nạp cho con 30 thôi chứ cô đừng nạp nhiều nha cô. Giờ tiền điện thoại con nhiều quá rồi, giam vốn trong tiền điện thoại không á.
Rồi con này eo 74 nha mấy chị, eo 70-74. Chốt cho em mã số 08. Eo 70-74 mã 0804 của chị Khoan Nguyễn Thị nha. Ra phiếu rồi đúng không em? Rồi cao cấp nè. Âu nè mấy chị, âu vàng nè. Một con âu vàng nè. Một con âu vàng nè. Eo 72-76 âu vàng nha. Con này quá đẹp nè. Mặt mới new tem luôn, mã 527 nha. Dán âu, mã 527 dán âu. Rồi đây. Má thiệt. Cuối giờ mà lên con nào cũng đẹp trơn á trời, làm biến bán á trời. Trời ơi chống nắng. Một con chống nắng nè. Rồi chống nắng 70 nha mấy chị. Chốt cho mã chống nắng 70 đi, một con chống nắng đỉnh cao rồi đó. Không mấy bà mặc con chống nắng nó giống như mấy bà mặc đồ, mấy bà diện đồ lên đồ đi tiệc vậy đó. Mã 70 giùm, chống nắng 70 giùm em con đó. 527 của chị Dung Nguyễn. Eo 64 coi dẫn cho đến 70 đẹp chưa? Đi tiệc nha, 70-72 cũng được nha mấy chị. Con này 55kg quay đầu mấy chị vô láng mà em đi hàng đi tiệc á. 50-55kg quay đầu hàng đi tiệc mã 125. Chống nắng 70 của chị Qua Sơn Gồng. Rồi con này thun nha. Trời ơi mấy chị nhìn con thun đen của em nè. Con thun đen này mấy chị nè, dáng mấy bà nào đẹp á, ra dáng đẹp lắm. Dạ. Số điện thoại của con 0937524544. Để con bấm cho cô. Hay bấm cho cô cái cho mấy cô cái số điện thoại nè. Eo 74 coi dáng cho tới 84. Con này mà dáng chị nào cao mặt sang lắm nha mấy chị. Chốt cho em mã 404, nó là chất thun lặn của Nhật màu đen, dáng nó suông xõa tự nhiên. Con đó bà nào mà cao mặt sang lắm. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời. Bây giờ con này xinh 70 nha, đẹp quá. Con này eo 70 coi giãn cho tới 78. Chốt cho em mã hoa 70k. Trời ơi, con nó đẹp quá rồi. Trời ơi. Rồi đây đây mấy chị. Chân váy da bò. Đó chứ con này vải nè, vải nhung. Con này vải nhung cao cấp, lệch một bên nút nè, đẹp chưa? New tem 404 của chị Ngọc Hương. Trời chết mẹ rồi, chị Vũ Trang sao rồi. Hoa 70k của chị Nguyễn Bằng. Chị Vũ Trang sao rồi. Tình yêu ơi. Rồi con này eo 70 đến 74. Bán cho 59.000. Bán 59.000 đó nè mấy chị. Mã số 75. Đẹp quá, đôi khi nó đẹp quá em bán sâu. Bán 70.000 hết đó, thì mấy chị sợ mấy chị hao tiền. Nói thiệt em nói thẳng mấy chị. Mấy chị, mấy chị sợ nói mấy chị không tin đó, thiệt á. Em bán 70 hết sợ mấy chị hao tiền. Chứ giờ đồ mà em bán, mà em bán rẻ quá hết á thì em sợ em không đủ lời. Mấy bà thấy có ai mà thương mấy bà như em không? Con này Vin Xếp Ly cao cấp nè. Vin Xếp Ly cao cấp 70k. Chị được gì chị? Cái màu vàng hả? Cái màu vàng mã nhiều. Mã 75. Ủa chị có bấm không? Màu vàng mã 75 chị không bấm. Cái này hả? Để 6668. Chốt cho em mã Vin 70, con này chuẩn Vin Nhật. Để 6668. Mã Vin Xếp Ly 70, Vin Nhật hoa vàng cao cấp. Vin 70 con đó. Mờ thế Vi ơi, rồi tới giờ nó kêu em nghỉ á chị. Nó tuột từ 40 người mà còn mấy người là kêu em nghỉ á bà. Vin 70 bà Ngọc Bích nè. Chị Nhiên Võ ơi. Gì ta? Chị Nhiên Võ thấy em không? Và con này âu thêu nha mấy chị nha, con này thêu. Con này mấy chị cao 1m58 trở lên mới được nha. Quá đẹp. Eo dưới 70. Con này 59.000. Chốt cho em mã số 733 đi. Bút chì siêu dài không? Mới qua. Con có con bút chì đen nãy đâu? Con bút chì đen có đai nãy eo 74 bà thấy chưa? Bút chì màu đen bà thấy chưa? Chị Anh Nguyễn có mua hàng bên em bao giờ chưa ta? 75 là của chị Anh Nguyễn nè. Có màu vàng nào trời. À ý chị hỏi trong đơn của chị á hả? Trời má ơi bà. Bà giống má tôi quá à. Trời bút chì siêu dài mà còn phải đòi màu pastel nữa chứ. Đâu ra vậy bà? Bắt hang lên hỏi ông trời không?
Đồ đẹp làm gì có mà mua hoài. Trời ơi, đòi dài siêu dài mà đòi màu pastel nữa chứ. Em 6872. Chốt cho em ở 038. Con đã mãi nhiêu? 375 chốt đây em, ra phiếu đó. Có số điện thoại đó, thấy không? Chị ra hai lần luôn hả? Chị thấy em kẹp tới 2 tiếng không? À. Cố gắng chốt em hai cái nha chơi. Không phải. Đòi vậy thì tiêu lên tôi vẫn bán giá bình thường 5970, nhưng mà quan trọng là tôi kiếm không có ra. Ý làm khó Vi, làm sao Vi kiếm được? Không. Bởi vì Vi mới bắt than anh hỏi ông trời, đồ đẹp có đâu bán hoài. Rồi cái này em 64 6 tạo 34 68 70. Con này em 68 70. 59.000. Chốt cho em mã B47. Hình như con này ná pastel được. Mà nó nhỏ quá. Con này người siêu dài nè. Con này nó ná. Em 60 à. Em 60 à, mã 464. B47 anh Nguyễn. Đai cao cấp nè, 59.000, con này đẹp lắm. Con này mấy chị 50 55 kg thoải mái luôn. Con này mấy chị cột đai lưng thun á, free size, size SM free size 50 55 kg, mã 262. Mã 262 con nó bao đi tiền. Trời ơi má ơi, đồ gì mà đẹp dữ vậy trời. Rồi con này chốt liền tay nhanh mắt nè. Con này size L nè. 464 của chị Minh Lý Yến. Con này size L nè mấy chị, gấm. Phải gấm. Em không còn thấy cái màu vàng nào ở đây hết đó chị Nhiên Võ. Ý là chị muốn hỏi cái trong đơn của chị, hay là chị muốn hỏi em ở ngoài chưa chốt. Trong đơn của chị là em là phải hỏi bà hai rồi. Tại vì em chưa có chốt đơn ở đây. Con này eo 78 đến 80. Màu pastel là màu gì? Để em kiếm ở đây coi có cái màu nào pastel. Đây màu pastel nè. Mã 481 con này eo 80 nè. Con này gãy gấm eo 80 bố. Đây pastel nè. Pastel này 70 nè. Người ta chính xác là dân chiên anh là bách thù. Được chưa, màu bát nè. Dán Âu nha. Con này dán Âu nha. Đây là chị. Màu này là con này eo 68 70 Âu. Dạ 75 em chốt cho mình rồi đó chị. Con da lộn màu nâu đúng không? Mã 75 của chị. Đây. Con này eo 68 70. Mấy chị chuẩn bị bàn phím chưa? Em bán con này 70.000 nha mấy chị. Con này mà 70 rẻ quá rồi đó. Mã 119 70k. Ngắn nữa đi Vi. Dạ. Ngắn. Em lên 10 con ngắn nha. Được chưa mấy chị? 10 con ngắn. Nè mấy chị nè, màu này cũng gọi ná pastel nè, màu này gọi pastel được nè. 119 70k của chị Quyên Nhu. Rồi. Con này eo 66, coi dạng đến 68. Con này cũng gọi là màu pastel chấm bi bút chì. Eo 6668 bút chì nè. Chốt cho em mã B21, bút chì chấm bi mã B21. Ngắn nè. Con này hoa trắng đen. Con này bán cho mấy chị 40k thôi nè. Con này eo 66, coi dạng đến 72, 40k. Chốt cho em mã số 267. B21 chấm bi pastel của Duyên Duyên. Đây. Con này siêu dễ thương luôn mấy chị, ngắn dễ thương. Dạo này một bộ này bộ mùa năm nay chuộng ngắn hả? Con này eo 66 68, eo 66 68. Chốt con này cho em mã 47. 267 của chị Ngân Quỳnh, cái đó em chốt nè, 40k em chỉnh tiền. Con đó đúng không? 267 đúng không? Đúng rồi. 267 40k. Hai ơi, chị Ngân Quỳnh là hôm qua chị nhắc lại giùm em cái là chị bỏ cái hoa màu nào chứ? Để bà hai ơi bà bỏ. Em lên ngắn được chưa? Em lên ngắn, xin lên ngắn 10 con. Rồi con này nè mấy chị, con này đẹp lắm. Con này mấy chị mặc nó sẽ ôm cái bụng luôn. Ôm cái bụng nè. Đó, coi xong rồi nó xè cánh quạt ở dưới. Con này ôm bụng trước khi xè cánh quạt ở dưới nha. Eo 70 á. Con này em mặc thử cho mấy bà coi được á ta. Công nhận eo 74 mà lúc nào cũng đòi bon chen mấy con. Hên là có quần rồi đó nha mấy bà.
bảng màu của chị không có, tại vì chị không muốn màu tối. Bỏ cái vôn đen. Dạ, để em in cái dòng này em ghi chú lại. Cái đó chị in để ghi chú thôi. Được chưa? Cái đó chị in để ghi chú thôi, chứ không có kẹp. Em in rồi, em in ghi chú cho bà hai rồi đó chị. À, con này em không vừa thấy không? Bởi vì mấy chị eo 70 72 thôi. Em 74 là không có vô được nè. Mấy chị mặc nó ôm eo chỗ này nè, xong nó xòe tự nhiên nha. Đẹp lắm. Rồi, mấy chị eo càng nhỏ càng đẹp đi ha, eo cả tầm 70 nha, mã 215. Eo tầm 70 đi vô cái eo cho nó đẹp mấy bà. Eo tầm 70 đi vô cái eo cho nó đẹp. Quá. Ôi, bút chì cái này quá trời màu luôn. Ôi, bút chì nè. Nhìn nè, nhìn cặp bút chì sống lưng bút chì thấy ghiền không? Ghiền. Lên nha. Nhìn. Trời ơi, size S. Con này đẹp nè. 215 của chị Ôn Thủy. Dễ thương lắm, có 215 siêu đẹp luôn. Con này eo 68, eo 6668. Trời quá đã nha, body quá đã, eo 6668, chốt cho em mã 196. Trời ơi, mấy cái màu này dễ thương quá chàng. Ôi, cái màu thích quá chàng. Con này eo 72 74. Chốt con này cho em mã số 92. Công nhận kiện hồi sáng like nó chán sao. Kiện này like chang dễ trời. Rồi, con này size nhỏ, eo 60 thôi. Rồi, eo 60 thôi nha. Con này 60 thôi nha. Mã 231, eo 60. 196 của chị Ngọc Thúy Lê. Cái là eo nhỏ dữ ta. Rồi con này nha mấy chị. Rồi con này vải của nó đẹp lắm. Cái vải của nó đẹp lắm mấy chị, nhìn gần vải nó đã lắm. Con này vải siêu đã. Em lên ngắn nha, 10 con nha. Eo 6668, con này vải đẹp lắm. Eo 6668 vải rất là đẹp, mã M11. Mã M11. Trời ơi, màu xám ghi nè. Quá đẹp luôn. Xám ghi. Trời ơi, nó trên gối nè mấy chị, thích chưa? Xám ghi trên gối thích chưa mấy chị? Dạ, eo 68. Xám ghi trên gối eo 6668, con này rất là đẹp nè mấy bà. Trời ơi mấy bà eo nhỏ lấy đi, con này em nghĩ là đẹp luôn á. Dễ phối đồ lắm, mã 182. Eo 6668 mã 182. Nâu bò. Trời ơi, nó đẹp từ cái nút luôn á, hàng chuẩn hiệu á mấy chị. Mấy con quốc chì để riêng chị nha. Ờ ok em giỏi. Ờ đúng rồi, để lại đó. Ok. Con này eo 62 đến 64. 64 quay đầu, con này mã B77. 182 của chị Ngọc Thúy Lê. Rồi tiệt, con này body, con này hàng mới. Con này hàng mới new tem trong cửa hàng ra nha. Cửa hàng bên Nhật nha mấy bà. Con này có thun nè. Con này eo 66 coi dạng đến dưới 70. Eo 66 coi dạng đến dưới 70, con này đẹp nè chị. Chị ông Thủy thiệt đẹp, tại vì nếu mà chị thấp á, mặc con này đẹp lắm nè. Mới tinh nè, hàng chuẩn Nhật mới new tem, mã 475. Mã 475. Rồi lên. Trời má ơi, rùng mình chưa? Gì mà cái màu nó dễ thương quá vậy trời. Rồi, con này eo 70 72. Bà nào vừa chốt cho em mã 438, eo 70 72. Ôi, màu cam. Màu cam. Màu cam. Cam 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 cam. Eo 6870 màu cam. Màu cam đẹp chưa? Eo 6870. Chốt màu cam cho em mã 704 đi. 475 của chị Ôn Thủy. Rồi lên dài nha, dài em còn mấy con đẹp lắm. Dài em còn xuất sắc không à? Sao mấy chị không thích dài ta? Ví dụ như cái giày là ngắn hay dài? Ngắn, đúng không? Rồi con này eo 68, coi giãn cho tới 74. Con này phòng tự nhiên như vậy nha mấy chị. Chốt con này cho em mã 255. Eo 68 đến 74, mã 255. Tiếp một em nữa nè, kaki. Con này có lưng thun phía sau. Con này kaki có lưng thun phía sau. Chế nào còn xem cho em xin một chấm với. 4 giờ rồi. Eo 78 coi giãn cho tới 82. Chốt con này cho em mã số 968. Hàng con đó hàng hiệu của Uni thì phải. Chưa coi cái mặt nữa. Mã 968. Trời má ơi, body nè. Đẹp quá. Má
nguyên con body dày nè mấy chị. Con này eo 68 coi giãn cho tới 72. Trời ơi body dày nè mấy chị. 6872 nè. Chốt cho em mã số 143 968 của chị Dung Nguyễn. Hay chị nhắn quả xiết hả? Hay con này được không? Wow, con này quá đẹp luôn. Eo bao nhiêu đây? Con này đẹp quá. Ôi. Con này đẹp quá mấy bà. Ngắn nha, không có quần bên trong đâu. Con này là chân váy nó ngắn như vậy luôn á chị. Đẹp mà dài quá. 143 của chị Anh Nguyễn. Con này 66, ngắn nha, chân váy nó ngắn như vậy luôn. Chỗ con này mặc. Con này đẹp lắm nè. Con này mặc chảnh lắm nè. 6668 chốt che mã A17. Con này mặc chảnh lắm nè. Trời ơi, má ơi, con này nó dễ thương vậy trời. Trời ơi, nó đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi, con này sang lắm. Không phải eo em rồi. Eo em là tôi lấy liền. Con này quá dễ thương. Màu nó giống như giả tiết vậy đó. Eo 60 rồi má ơi. Rồi không còn gì để níu kéo. Không không cần phải níu kéo, không cần phải tiếc. Chốt cho em mã B32, eo 60. Bà nào chốt chốt đi. Con nó giống như giả tiết vậy đó. À, eo 60 á nha, con đó giống như giả street á, mấy bà mà có cái áo khoác giả street nữa là nó, trời nó vô một cây luôn á. Nó ra một cây luôn á. Rồi con này nha. Con này dễ thương không? Nhẹ nhàng, con này là nhẹ nhàng. Eo 70. Eo 68 70 nhẹ nhàng. Dạ ok chị Anh Nguyễn, chốt cho em mã M2. Eo 68 70 mã M2. Con nó đẹp quá ha. Mà eo gì có 60 trời. Con đó phải gọi là xuất sắc. Rồi con này. Con này đuôi cá body phần trên nha. Con này to lắm mấy chị. Con này eo 80-84 lận. Đuôi cá body phần trên eo 80-84 mã A12. Wow đẹp nè. Đẹp nè. Đẹp xòe tự nhiên nè. Xòe phòng tự nhiên không quá ngắn cũng không quá dài. Con này eo 76 coi giãn cho tới 80. Chốt kem mã số E21. Eo 76 đến 80 mã E21. Quả tiết nha. Bóc con quả tiết nè. Con này body dây rút 50-52kg hồi đầu thôi. Con này eo dưới 70 thôi nha mấy chị. Con này body dây rút. Chốt kem mã số 246 eo dưới 70. Nó dây rút nhưng mà eo dưới 70 mấy chị mặc mới ra dáng nha mấy chị nha. Con nó tuy nó dây rút á, nó có thể kéo eo rộng nữa nhưng mà do nó body nên là mấy chị nhỏ nhỏ mặc nó đẹp. E21 của chị Dung Nguyễn. Trời má ơi con này đẹp vậy. Ha ha, con này đẹp lắm mấy bà ơi. Đây con này mặc như vậy nè. Đẹp chưa? Con này mấy chị lên giùm em cái áo mà áo ba lỗ đẹp lắm. Con này mấy chị size L được. E74 coi giãn đến tại 78. E74 78 mấy bà size L nè, cỡ chị Quỳnh My á. Cỡ chị Quỳnh My size L, chị Nguyễn Bằng, chị Quỳnh My, chị Nguyễn Bằng. Mã 289. Mã 289. Dạ đúng rồi, chị Thúy Nguyễn có chốt cho mình một cái siêu phẩm nè mấy chị. Siêu phẩm 70k. Chốt cho em mã jean 70k đi. Con này eo 74. Trời má ơi eo mình. Chết rồi. Tôi chưa, hình như tôi chưa có con váy nào để tôi đi tiệc ta ơi. Eo 74, 76 đây. Chốt cho em mã jean 70k đi. Trời ơi eo của mình. Ho ho. Mà sao chị không chốt nữa? Chị Thúy Nguyễn là đơn trước sao mà kỳ vậy? Đơn trước sao bị chị không chốt? Phải không? Hai ơi, coi đơn chị Thúy Nguyễn coi. Đơn trước em thấy nhân viên ghi chú là bà không chốt đơn. Bà không có chịu cho bên em chốt đơn. Để em coi lại nha. Jean 70 mới đúng mã. Jean 70 chị Nguyễn Thị Thước. Đẹp chưa? Ôi má ơi. Trời ơi, nó có hai cái túi nữa chứ. Con này 200 ngàn bán MV vẫn mua. Em nói thiệt với mấy chị, khi mà em cần một cái gì đó để lấy le với bạn trai cũ chẳng hạn, 200 ngàn em Vi vẫn mua. Mà không đủ đơn, không chuyện chuyển khoản. Hai kiểm tra đơn hôm trước chị Thiến Nguyễn là bao nhiêu cái, bao nhiêu tiền mà không có ship.
Mấy chị nhìn cái dáng nó âu ghê không? Cái phần bụng nè của nó âu ghê không? An toàn. Bao đi tiệc luôn, trời ơi nó đẹp vậy trời. Thôi giờ lỡ bận rồi khỏi cởi ra đi hả? Ôi, con này sang lắm. Trời ơi. Em phải coi lại cái đơn của chị Thúy Nguyễn mới được. Bởi vậy em mới gọi. Em phải cho mấy chị. Dạ chưa chị, em chưa tìm được chứ. Jean 70 chị Nguyễn Thị Thước nha. Để bà chị em coi lại đơn của chị coi gì sao bao nhiêu tiền không chút. 98.000 đòi giữ đơn không giữ xã đúng không? Đó. 98.000. Thà bữa trước bà đi 98.000 mà chịu 20-30.000 tiền ship đi. Là hôm nay em còn tình cảm với chị mà bây giờ bữa đó bà xã tôi 98.000, bà thấy không? Tôi nhớ hết đó. Nhân bao vàng nhân viên của tôi nó lưu lại hết đó bà. Bữa đó bà xã của tôi 98.000 đó. Eo 66 đến 70. Con này đẹp nè chị Ngân Quỳnh. Chốt cho em mã E1. Mày nhớ chưa? Mày nhớ chưa? Bữa đó là hai cái 98.000 là đi được rồi. Bà không đi. Bà xã của tôi. Bà giữ đâu mà cũng không thèm cặp cho tôi luôn. Thấy chưa? Eo 74-76 còn tình nghĩa gì nữa. Con này eo 74-76 chốt che mã 566. Bởi vậy có ghi chú là có vấn đề. Cái đó là jean 70 á chị. Em đọc mã jean 70. Em đọc trước khi em đọc eo. À, từ từ em lên thêm cho. Con này eo 78-80 nè, bút chì dài. Eo 78-80 bút chì dài. Mã 468. Đó chị, hôm bữa em với bà chị em đã nói chuyện rất là rõ, rất là dễ chịu. Size số 11 Nhật Bản, siêu phẩm. Con này đằng sau nó xẻ nè, siêu phẩm nè. Size số 11 Nhật Bản siêu phẩm, chân váy bút chì trắng dài. Nó là cực hiếm rồi đó. Eo 66 coi giãn cho tới 72. Quá đẹp cho một cuộc tình. Chốt cho em mã 901. Đòi giữ đơn mà hôm nay mới vô lại đó chị thấy không? Nếu mà giữ đơn của chị đó thì mất 10 ngày, trời 98.000 giữ 10 ngày lỗ rồi đó bà. Em nói dựng buồn nha chị, em dân buôn bán 98.000 mà em chưa cầm tiền trong tay. Em ôm 98.000 trong vòng 10 ngày là coi như nó mẻ, nó còn có 50.000 thôi. Là em hỏi, em nói chị nghe chị hiểu à. 901 chị Duyên Duyên. Nếu mà 98.000 mà trong vòng 1 tuần 10 ngày mà chưa lấy được tiền là coi như lỗ. Eo 74-76. Con này chân váy thể thao á. Eo 74-76. Chốt con này cho em mã 263. Tại em buôn bán lâu không biết. Em tính toán á chị, em tính dữ lắm, không tính đói á chị. Tại bán rẻ quá không tính đói á. Bây giờ ví dụ rẻ. Chân váy này rẻ quá nè. Eo 70-76 59.000 quá rẻ. Mà không tiền liền là không chịu á. Mã 61. Nhiều khách mua bán lâu năm biết tính em á chị. Em bán rẻ nên tiền em phải có liền. Hoặc là em phải ship liền, tiền mới về liền. Em mà ship cho bà nào mà bà delay em mà quá 3 ngày là em cũng thấy khó chịu rồi đó. Em 68-70 con này. Chốt che mã số 966. 61 chị Quỳnh My. Trời, một em chân váy bút chì size số 11. Con này kiểu nó như thế này đây, đây. Nó không phải là xẻ đâu, nó vẫn có một cái lớp trong nữa. Mấy chị nhìn nè, đẹp chưa? Nè, nó có cái lớp trong. Mà lớp trong của nó, cái đúng cái phần xẻ là nó may cái vải này. Còn cái phần trên, cái xẻ là nó may cái vải lót. Được chưa? Thấy cái đẹp cỡ nào chưa? Đấy, em diễn tả hết rồi đó mấy chị. Rồi, con này cái chỗ gài nè mấy chị. Nó bị mất mẹ nó rồi, mất mẹ nó cái gài rồi. Bán 40.000 mất dài. Nhưng mà cái xẻ của nó rất là đẹp nha. Cái xẻ của nó rất là đẹp và độc đáo nha. 40k em đo eo cho. Eo 68 cho đến 70. Chốt cho em mã lỗi 40k. Lỗi gài. Lỗi 40k. Lỗi chỗ gài. Con này cũng xẻ nữa nè. Con này xẻ thiệt. Không phải xẻ lót nha. Xẻ thiệt luôn. Con này xẻ thiệt luôn. Dài lắm. Eo 68. Eo 68 nha. Chốt con này cho em mã M56.
Mã M56 hay 68, mã M56. Size M 50-55kg thoải mái. Con này ngắn nè mấy chị, 50-55kg thoải mái. Chốt che mã 273, lỗi 40 của chị Ôn Thủy. Chị Ôn Thủy chốt trước, chị Hoàng Vi Ngô ơi. Tôi làm gài. Ủa chị làm cái gì? Nhưng mà chị Ôn Thủy chốt trước, đâu có thấy chị Nhiên Võ bấm đâu. Nhiên Võ đừng nói em, chị có bấm đi. Em đâu có thấy chị Nhiên Võ bấm, bấm gì lỗi 40 đâu. Không có bấm chứ. Con này E74-76. Con này E74-76. Chốt cho em mã số C96. Buôn bán chắc giống chị. Là anh sao? Nói chung là tao ta, mấy chị phải thường người ta bán rẻ là tiền người ta phải có liền bà ơi. Mấy chị để ý, mấy chị thấy vì sao người ta đổ chợ 10.000, 20.000 được, mà người ta bán like người ta bán 50. Là mấy chị hiểu rồi đó. Không, không một. Tại vì người ta bán like nó rủi ro nhiều, tiền nó lâu. Còn người ta bán đổ chợ 10.000, 20, 10 cái cũng lụm được 30.000. À lộn, 3 cái cũng lụm được 30.000 bỏ túi. Rồi em bán online cho mấy chị 3 cái và 30.000 thôi là mấy bà ngâm nó thành chua, thành giấm, thành nổi mốc, nổi men mà 30.000 không thấy đâu. Hiểu không? Vấn đề đó. Rồi đuôi cá. Đuôi cá. Gì chứ mẹ cho ăn học đại học cũng 4 năm. Quản trị kinh doanh này cũng phải trả bài được chứ trời. L7476 con này dáng Âu nè, em mặc nó sẽ rộng nhưng mà rất là đẹp, thử cho mấy bà nha. Tiền tươi thóc thật, uy tín, hàng đẹp, ok. Nói chung là em phải hàng đẹp, em phải uy tín em mới to mồm như thế. Em phải uy tín em mới to mồm như vậy. Còn em mà không uy tín em to mồm cái cho chúng chửi, má ơi. Nói con này nó dừa láo mà nó còn dừa to mồm nữa. Đấy, kiểu gì cũng bị. Nên là mình phải uy tín, mình mới nói ăn ngay nói thẳng như vậy được. Con này dáng Âu nè mấy bà, được chưa? Được chưa? Con này nha, nó không xòe lắm nhưng mà nó rất là đẹp. Ở dáng ở dưới mấy chị thấy rõ không? Gì thấy rõ không? Thấy không? Thấy vậy? Dễ thương quá nè. 74-76 á. Mà em mặc bà, em mặc nè. Đó, em mặc hơi sệ sệ. Ví dụ như mấy chị nè, bóp eo vô không? Con này ai biết, nó tùy mấy chị ha. Mã B25. B25. Banh mắt thôi rồi. Nói chung là bán, nếu mà ra chợ bán 10-20 ngàn thì không, cũng không ai khó đâu. Con này to quá ha. Ra chợ bán 10-20 ngàn không ai khó đâu. Người ta lựa, người ta mặc thì em nghĩ là không khó đâu. Từ từ em kiếm coi còn gì đẹp không ta. Vàng đen sau này đẹp quá nè, quên lên nè. B25. B25 bà Hoàng Vi Ngô. Bà Hảo Bùi ơi, B25 bà ơi. Chị Ôn Thủy 7 cái. Con B25 này đẹp dễ thương không? Vừa ngắn vừa đẹp luôn. Vải nó đã lắm đó. Con này L80-86. To. Dài. Chốt che mã số 178 đi. L80-86 mã 178. Dài nữa nè. Con này L66-76. Con này dưới 58kg thôi mấy bà. Dưới 55-58kg thôi, dài quá ha. Mã M87. M87 hơi dài. 178 của cô Xuyên Đặng. Rồi con này giờ nè, cuối giờ bán 59.000 cho mấy má nè. Con đẹp lắm. Con này là chuẩn đẹp. Đẹp ngang ngửa canh. Canh là đẹp theo kiểu của canh. Rồi con này nè, 50-55kg đẹp lắm á mấy chị. Xinh lắm đó chị, xinh lắm đó. Mã M84 rất là xinh luôn. Mấy chị đừng có nhìn nó trẻ con. Thì đúng là nó trẻ con nhỏ. Mấy bà mặc lên đẹp lắm. Đẹp, rất là xinh. Rồi con này nha, vải dù. Con này vải dù nha mấy chị. Vải dù. Quay đẹp chưa, vải dù nè, phòng tự nhiên. Con này E74 LM á ha. Có lưng thun phía sau mấy bà yên tâm. E74 LM nè, mã 950. Con này có vải dù, có lưng thun, có dây đai. Trời ơi, thích chưa? Hồi mấy con này mà rơi vô mấy mẹ bán vinh, vinh nhật mà vinh đen, vinh đồ là mấy mẹ bán mắc tiền lắm. Trăm rưỡi đó mấy chị. Bèo lắm cũng 150, cam đoan. Rơi vô tay mấy bà bán vinh là bèo lắm cũng 150.
Bởi vì mấy chị phải về tay em thôi. Đẹp chưa? Con này đo eo cho mấy chị nè, con này đẹp nè. Con này ngang ngửa, đẹp ngang ngửa con B 25 nha. Nó đẹp theo cái kiểu khác nha. Eo 74, 76. Quá đẹp luôn á. Eo 74, 76. Dư sợi chỉ ha. Dư sợi chỉ của cái mạc. Eo 74, 76. Chốt cho em mã đen đi. Con này chốt mã đen, con đó mã đen nha. Chị hết mã rồi. Rồi cuối giờ đó, em biết cái giờ này là cái giờ không ai chốt. Bình thường em like tới 4 giờ là em ấy. Rồi con này túi hai bên. Con này túi hai bên nè. Được chưa? Con này nha, eo 70 cho đến 80 thoải mái luôn. Con này 60kg thoải mái luôn, chốt cho em mã to. Mã đen chị Hoàng Vi Ngô. Túi cá này size to nè, như con này nó có bị giãn thun để em kiểm tra nè. Giãn thun. Con này 60 65kg giãn thun, chốt cho em mã lỗi 40k. Mã lỗi 40k giãn thun. To em, con chốt cho cô Xuyên Đặng. Rẻ hơn mấy shop khác. Em nói mấy chị đừng cười em nha. Em nói mấy chị đừng cười em nha. Từ em lên cái này là em nằm ngủ mà em còn thấy đồ của mình sao nó rẻ thúi. Em nói thiệt. Nằm ngủ em nghĩ luôn á. Em nói thiệt mà. Em nói trời. Cái đó thì em nghĩ như này. Em nói em nghĩ đơn giản lắm. Tại vì em có từng như vậy rồi chứ không phải là không. Chứ không phải là em nói nó không có, nó chị không có. Bữa em đi đám cưới con bạn thân em cấp 2 mà em không có đồ mà gọi là ưng ý của em. Tại em muốn thật sự là phải nổi bật. Em bước vô shop, em mua một cái quần 300, một cái áo 230, một set đồ 530 ngàn. Em cảm thấy là em nổi nhất cái tiệc đám cưới đó. Và em cảm thấy cực kỳ hài lòng với số tiền mình bỏ ra. Đó là như vậy. Là em, là bản thân là em, là người bán đồ nè. Tại vì lúc đó em mới xanh, em mập quá. Nhưng mà cái bộ đồ đó đặc biệt nó rất là hợp với em, nó rất là vừa với em. Em thử em hợp 500 mấy em em lấy liền. Đó là bản thân là em đó. Nhưng mà còn khi mà em bán những cái chân váy đi tiệc này thật sự rất đẹp. Nếu mà là em vẫn có thể mua 200-300 mấy nếu em cần. Nếu em cần. Nhưng mà bây giờ em nằm em suy nghĩ em bán với bà 70 rẻ quá không. Nhưng mà do em có lời chứ không ai ngu mà đi bán không lời hết cho mấy bà yên tâm. Em cũng có con có cái có gia đình mà. Em bán là có lời em mới bán. Đó. Nên là thôi suy nghĩ tới lui thôi. Bác đại, có lời là được. Vậy đi. Chứ giờ suy nghĩ sao? Chi cho nó nhức đầu. Em bán 150 em chơi mình em chứ sao. Rồi cái này B50. Được chưa? Tí chị gửi cho em. Tí 4 giờ 5 giờ về chị gửi cho em 5 cái tấm hình. Em tìm cho chị 5 cái áo sơ mi sáng nha. Khách vô sau á, họ tìm sơ mi chị quên dặn. Tí chị gửi qua Zalo cho em. Đó. Em nói với mấy bà đừng có chê em. Nếu mà em nằm em nghĩ là em thấy em bán rẻ. Eo 64, 62. Nên em nói là thiệt tình. Em nói là em bán 200 con em mới lời là thiệt tình đó. Mã 95. Chị suy nghĩ để nhường hả? 35 nhường chị? Nhường ai? Ai kêu nhường? B25. Chị Hoàng Vi Ngô, chị Minh Ngọc. B25 chị Minh Ngọc chốt, chị Hoàng Vi Ngô chốt, chị Hảo Bùi chốt. Bà nhường cho ai bà nội? B25 là con mãi em thử hả? Trời đất ơi. Chị B25 là con nãy em thử hả? Tìm B25 của chị Hoàng Vi Ngô ơi. Được chưa? Mấy chân váy bút chì này nè, em cam kết với mấy bà nhận hàng là mới tin luôn á. Mới tin, đồ Nhật người ta làm sướng lắm, mới tin luôn á. Con này eo 66, 68. Chốt cho em mã 533. Eo 66, 68 mã 533. Ngắn nè chị. Con này em bán cho chị 40 ngàn được nè. Con này chưa coi giãn là 62, coi giãn ra tới 68 đó chị. Chốt cho em mã hoa 40k. Mã hoa 40k. Nên là ngày nào mà em bán có 100 cái là cái mặt của em nó một đống. Mà em bán 200 cái mặt em nó cười. Con này giãn thun rồi. 533 của Duyên Duyên. Rồi lên gì nữa đây ta? Chân váy hoa ngắn đúng không? Bên đây là ngắn. Ngắn để lên coi có cái nào xinh. Hoa 40k của chị Dung Nguyễn.
Mà đợt này là mông tươi là phải lên nè. Đợt này mông tươi nó lên em 500 ngàn một cục. Win nó lên em 800 ngàn một cục. E6668 con này dễ thương quá nè. E6668 con này quá dễ thương. Mã 947. Mã 947. E6668 mã 947. Rồi. Con này đuôi cá qua nhí nha mấy chế. Đuôi cá qua nhí nha. Coi em thử loại đó chưa. Coi gì. Là sao? Ý là B25 á, để cho chị đưa cho chị chưa? Lục B25 của chị Hoàng Vi Ngô cho chị. Con này E70 đến 72 nè. Chốt che mã số 943. Em biết rồi, cho bà coi lại. Mã 943 từ từ thấy con này đẹp quá lên con này nè mấy bà. Con này nó bị như vậy nè. Cái chị giặt không ra nói em nha, cái dáng con này đẹp quá. Dáng con này đẹp quá rồi. Dáng con này cái đai sao á nha mấy. Cái này. Ừ để suy nghĩ. Dáng con này đai bên hông hay đai sao ta? À đai bên hông. Đó. Siêu phẩm. Ha, con này nè, E60 đến 66. Chốt cho em mã 510 đi. 59.000 thôi mấy chị về giặt không ra nói em nha. Cái con nó đẹp quá à, bỏ qua ủng. Trời ơi má anh làm gì nó dài dữ trời. Có bà nào cao 1m7 không? Đây, bây giờ. Coi mặt á ha. Trời ơi nãy tôi mặc thử luôn vậy đó. Đây. Đứng kẹo kẹo B25. Bỏ qua bút chì ha, lấy cái xòe chữ A đẹp nè. Xòe chữ A đẹp quá nè. Trời ơi trời, con này nó đẹp chưa? E6870 quá đã. Mấy con này nhìn sang lắm á mấy bà. Mã 287. E6870 sang lắm luôn á, chứ không phải sang thường đâu. Mấy chị mặc là nó không có xòe quá mà nó xòe một cách rất là nhìn nè. Rất là nhìn nè, rất là uyển chuyển. Trời ơi, con này. Wow. Trời ơi, đồ nó đẹp quá vậy. Con này giải bố á mấy chị. Giống như là dạ stress gì đó, xếp ly nè. Trời ơi. E72 đến 74. E72 74. Trời bây giờ phải mặc vô hả? Con này cũng đẹp nè, quá trời sản phẩm đẹp luôn mà chế ơi, chế hả Bùi ơi. Cái 274 eo của Vi nè. Con này mặc xinh không? Con này vải nè, nhìn vải này vải dạ street đó. Vải dạ street đó, trời ơi má ơi nó đẹp. Thấy chưa? Thấy sang chưa? Vải dạ đó. Dạ mà con này mấy bà có trắng dạ hơn cũng được, ví dụ như mấy bà không có cái màu này mà dạ thì mấy bà có trắng á, trắng stitch cũng được. Trời ơi khoác hờ hờ trắng stitch vô nữa bao đẹp. Trắng stitch thì mua nó hơi mắc thôi, 150, 180 gì đó. Mà hờ má ơi nó đẹp quá. Chốt con này cho em mã B31. Dạ 76 rồi kéo lên chứ chút bà. Nè, trời chân váy nó được cái nó dễ lắm. Rộng thì kéo xuống, chặt thì kéo lên chút. Chân váy nó có độ chênh lệch, nó dễ mặc hơn cái quần. Đẹp quá. Sang, con này là lên là sang. B31 giùm em nha. Sang nha, lên là sang nha. Vải của nó quá đẹp. Con này là size to. 55kg cho đến 60kg thoải mái nha, eo dưới 80. Chốt cho em mã C4, eo dưới 80 mã C4. Con nó ngắn á mấy chị. Hoa cao cấp nè. Đẹp quá ha. Con này dài qua gối nha. Eo 72. Coi giãn cho tới 78. Eo 72, 78. Quá đẹp. Con này quá đẹp luôn á mấy chị. 70k nha. Chốt kem mã 939. 70k. Quá đẹp. Má ơi nó đẹp nữa nè trời. Cuối giờ rồi mà sao nó đẹp hoài. Sao nghĩ má ơi. Chắc nghĩ quá mấy chị ha. Chắc em nghĩ em chịu hết nổi. B31 chị Nguyễn Thị Thước. Dụ Thảo Nguyên coi mua chung. Giờ này mấy chị đi nấu cơm rồi đón con này nọ dội. 939 70k của chị Dung Nguyễn. Con này eo 66. Coi giãn cho tới 76. Quá tuyệt vời. Chốt con này cho em mã 962. Trơn ha.
trơn đơn màu ha, để chị ngó coi. Trơn nó trơn, chị có mấy con đẹp lắm, 70 nè. Trơn đơn màu nè em. Trơn đơn màu ta đang bán 300 mấy. Cái hũ má tôi khui kiện này đẹp lắm. Em khui kiện đẹp lắm. Cái thiệt mấy chị em thề với chị em khui kiện này mà em còn xỉu là xỉu xuống đó mà. Hình như có con trơn màu vàng, có con trơn màu reo màu hồng. À, trơn màu reo nè cưng. Đó, trơn đơn màu nó đang có giá chị trên thị trường lắm. Ừ, để coi tôi còn không. Sorry nha, bếp hai nha. Có gì em xếp lại chị nha. Tại vì khách yêu cầu là mình phải làm, hiểu không em? Khách là ông bà nội, ông bà ngoại gì đó mà. Bên đây nó có đơn màu đó ha, đủ màu nha. Đấy, đẹp chưa? Trời, hai lớp không hết nha, toàn bộ hàng hai lớp hết nha. Thấy ghiền không mấy chị, thấy ghiền không? Thấy màu đã không? Quá đã, quá đã nha. Lên nha, lên eo trước nè, chữ A nè, được chưa? Chữ A, trời, còn 10% pin là định mệnh cuộc đời em rồi. Rồi bán lẹ nghỉ này nha, hết cái này nghỉ. Con này có túi cao cấp nha, có túi, có túi nha. Trời ơi, eo 70 coi giãn cho tới 76, có túi, có túi. Eo 77-6 có túi nè. Mã 417, mã 47, mã 47. Trời ơi trời, con này không có túi nha mấy chị, nhưng mà cái đai lưng rất đẹp nha. Đai lưng nè, đai lưng đẹp một cách tự nhiên luôn á. Eo 64 coi giãn đến 72. Eo 64-72, mã 188. 47 của chị Yến Lê. Mã 47. Mã 47 chứ không có mã 417. Xanh navy nè mấy chị, cái vải này nó đẹp lắm. À 417 hả? 417 chị Hoàng Viên. Không có mã 47 nha chị Yến Lê nha. Không có mã 47 luôn đúng không? Chết mẹ rồi, xin lỗi, sorry, I'm sorry. Rồi con này eo 68 coi dạng đến 74. Con này ngắn đẹp quá nè. Eo 68-74 ngắn trên gối. Chốt cho em mã 08. Con vàng nó đưa lại cho chị đi, trời, chị chắc mặc không vừa con vàng nó đâu ta. Con vàng nó mà ủi cái nữa quá đẹp luôn á. Vì cái túi nha. Xong chốt con vàng. Con vàng không túi mà đai lưng to. Rồi con này váy nha chị, không phải quần đâu mà size L nha, con này size L nè, đẹp nè. 188 của chế nhiên vỏ. Bao đi tiệc luôn, mấy con nó bao đi tiệc luôn. Con này eo 80-82. Quá sang, con này eo 80-82, cô xin bạn còn lấy đi cô. Tại vì con ngại kêu tên lắm, nhưng mà cái này nó sang lắm, nó đẹp lắm. Mã 509. Eo 80-82 nè, con ngại kêu tên cô quá nhưng mà nó sang lắm nè. Mã 509. Đó, kiếm mấy con đơn màu thích không? Rồi, ngắn nè. Hời ơi. Ồ, nữ sinh Nhật Bản. Em cứ sừng lầm ghé đây mấy chế ơi. Nó không chính chị Ngọc Hơn. Rồi con này mặc mà cột hai cái sừng hai bên nữa đẹp lắm đó chàng. Eo 74-76. Con vàng nó đâu có to, con vàng nó đẹp đó mà chưa mà khách chốt rồi. Con vàng em chốt với chị Nhiên Võ rồi. Chốt mã M11. Mã 11. Con này đẹp lắm nha mấy chị. Em đùa đùa vậy chứ con này hiếm lắm đó mấy chị. Mà size của nó size ML. Em đùa vậy chứ con này hiếm lắm đó mấy bà. Chị Hoàng Phi ơi, mình suy nghĩ mình cột hai bên con này thử. Nè em mặc hơi rộng á. Em 76, con này 76. Em đùi chứ con này hiếm lắm á mấy bà nha. Trời ơi, bata trắng lên, sticker trắng lên đẹp lắm nha. Mà không chốt không? Ủa đọc mã chưa? Ồ, mã 11 đọc rồi mà. Định mệnh, không ai chốt. Định mệnh rồi. Bút chì đưa cá. Bút chì đưa cá hai bên. Bút chì đưa cá này. Thấy không? Không bản lĩnh. Bà nội tới. Rồi con này eo 74-76 em. Chốt cho em mã M2, con nó dễ thương quá trời luôn. Mã M2.
lên hoa tiếp nha. Còn đơn màu nào không ta? Đồ còn đẹp quá trời nè mấy chị. Đồ còn quá trời đẹp không? Mà tới giờ em nghĩ rồi mấy chị. Đúng rồi. Eo 64, coi giãn con này 76, con này size 55kg mấy chị vô vừa thoải mái nha. Con này 50-55kg thoải mái nha. Chốt cho em mà E41 đi. Tiệt hả chị? Tại vì em đang lên ngắn nên nó hết tiệt. Bây giờ em lên dài nó có tiệt. Từ con này đẹp quá. Em lên mấy cái quả tiết cho mấy bà chị của em cái đó. Rồi con này ngắn nè, con này đẹp nè, cái gì ta, mấy chị size S đẹp nè. Con này body nha. Eo 64-66 con này đẹp nè, nè nè Duyên, Duyên. Trời ơi con này mà em tìm giùm chị một cái sơ mi tay bồng bự ơi là bự, hai cái tay nó bồng như mà công tước gì đó là con này vô đẹp. Rồi chốt mã 23-23-25 gì đó. Con nói vô đẹp nha, con nói tay bồng phần trên nha, đẹp nha. Size nhỏ ê. Con này chuẩn Vin luôn nha mấy chị, cái nút của nó chuẩn màu xanh luôn á. Đi làm mặt nổi kìa. Con này cái nút nó chuẩn màu xanh luôn á nha mấy chị nha. Cái nút của nó màu xanh chuẩn Vin nha. Con này nè, size SM. Thì đi chơi. Con này eo 64 coi giãn cho tới dưới 70, con này chuẩn Vin, mấy chị chốt đi bán 59.000 nói thiệt chuẩn Vin. Chốt cho mã B48, eo dưới 70 mã B48, con đó chuẩn Vin đó. E41 của chị Nhiên Võ Trơn. Rồi. Siêu nhỏ. Con này nhỏ nè. Trời, nút gài đầy đủ xịn sò. Size số 9R là vừa rồi đó em. Size số 9R là tầm 62-64 à. 64. Nè, 64 nha, bút chì size số 9R mã 518. B48 của chị Ôn Thủy. Con nó trơn rồi đó. Đợi em chút cho mấy chị. Thôi đẹp quá à. Size to. Hai nút. Ý. 518 viên viên. Eo 76-78. Con này chị Hảo Bùi thấy thích không? Ôi con này đẹp lắm nha mấy bà. Con này là gọi là kiểu thần khiết á. Kiểu mà thần khiết á. Gọi là gái ta mới lớn đó. Mở B5. 518. Đúng rồi con đó đẹp, đẹp trơn. À trơn như vậy đó hả? Còn trơn hồi nãy chị vô lên nó hầm hố quá ha. Trời ơi, đồ nó đẹp là trời. Trời ơi mấy chị ơi. Ôi cái màu nó tây quá mấy bà ơi. Màu đẹp chưa, màu hồng phấn với màu gì. Ừ để em lên cho. Ồ, bự dữ. Eo 80. Trời ơi, con này mặc em Ali khi xưa Alibaba như vần trăng sáng chiếu trên trời cao. Chốt cho em mã 518. Ôi, đọc hai lần mã 518 luôn. Con nói là lấy mã 518 cho mấy chị. Eo 80 á. Nút. Con này gỡ nút ra chọi lỗ đầu. Đẹp chưa? Con này đẹp. Eo 72-74. Eo 72-74. Chốt con này cho em mã số M11. Eo em đó. Má M11. Ừ. Trơn màu nữa nè, con này đẹp nè. Ý con này hơi bị điệu luôn. Nhưng mà con này to rồi. Tiếc vậy. Con này điệu quá, con này nó có con đĩa nè. Mặc thử đĩa vô. Từ để chị đôi, con này đẹp quá, con này vải đẹp. Vải nó không có trơn nhưng mà nó gần gần. E66. Ôi con này đẹp lắm. Viết nhìn nè nha. Con này E66 đến 66 á, 66-68 em mặc thì nó nhẹ nhàng. Tại vì nó chữ A nhưng mà nó có gì nè, đó. Nhìn nè, đó. Dáng giống như form Âu vậy thôi. Trời nó đẹp vậy trời, má ơi. Đó đã chưa? Đã chưa, nhìn cái vải nó đã chưa? Đẹp lắm. E66. 66-68 mã M44. Con đó đẹp lắm. Mã M44 E66-68. Trời ơi đồ đẹp quá. Con này mà nhìn cái vải ở ngoài mấy chị không mê thì thôi luôn á. Mấy chị nhìn chất liệu vải ngoài nó giống như cái hàng Vin mà Vin thiết kế mấy bà. Hai vải của nó vải là này, con này là xanh sạc cừ. Em dùng cái từ chính xác là nó có ánh sạc cừ tự nhiên trên cái váy luôn. Eo 72-74, eo em luôn. Con này nha, em nói thiệt size số 17 Nhật Bản nè. Ê lộn, size số 11 Nhật Bản nè, eo 72 chuẩn. Con này mà vô sơ mi trắng là bao sang. Không còn gì để nói, con này là sơ mi trắng là không còn gì để bày.
Quá đẹp. Quá đẹp. Nhìn nha. Sáng chưa? Vô sơ mi trắng là không còn gì để bàn luôn á. Ui nó sang lắm. Nay mặc cái áo thấy quế quá ta. Mã số 75 đi. Nay mặc áo thấy thử đồ thấy quê quá. Biết vậy lựa cái sơ mi trắng tay bồng ha. Gì chứ sơ mi trắng tay bồng em có à. Đẹp chưa? Con này sang lắm đó. Mã 75 rất sang. Con gì caro vậy ta? À, con này xe S nè. Con này lưng cao xe S nha, E6466. Lưng nó cao. Ồ nó là váy nha mấy chế ơi, là váy nha. Chốt cho em mã số B99. 75 chị Minh Ngọc. Eo chị Minh Ngọc eo em ha. Đồ còn đẹp lắm á mấy bà ơi. Thiệt em nói thiệt. Đây. Con này này giống cái con đó 75 nhưng mà cái eo nó nhỏ xíu. Eo con này nhỏ xíu. Có thun mà thun ít xịt rồi. Con này đẹp lắm. Đơn màu eo 64 đến 66 rồi hết rồi. Nè. Mấy chị nhìn eo 64 66 nè, con này sang lắm luôn á trời. Mã 47, eo 64 66. 75 chị Minh Ngọc chốt rồi, B99 của chị Dung Nguyễn. Size to, con này size to, đồ đẹp quá mấy chị ha. Em like mà tới cuối rồi đó nó vẫn còn đẹp. Nguyên một kiện á, các chị tưởng tượng không? Em khui kiện đẹp đã không? Eo 80 đến 82, con này size to 80 82 luôn. Mã số 502 của bút chì đó, eo 80 82. Rồi con này đi. Con này có túi to lắm. Con này có túi, túi bự chứ không phải nó bự nha. Đó bụng quá mấy chị. Eo 70 à. Con này đẹp lắm luôn á mấy bà. Đó. Cái form nó âu á, cái form nó sang đó. Không chừng nó còn lung linh mà đẹp mà sang hơn mấy cái hoa hòe ló hẹ đó, đó. Em nói thiệt. Mấy bà mà chơi chuyên hàng thiết kế á, đẹp kinh hồn. Con này giống con nãy size số 11 mà size đo có 70, xin lỗi mấy chị, con này size số 11 luôn á, giống cái con 75 á. Con này size số 11. Nè. Mấy chị nhìn nha, con này size số 11. Rất đẹp nha. Chốt con này cho em mã E8. Mã E8. Chị muốn chốt gì nữa mấy chị? Chị nói em nghe chơi cho vui coi. Con gì mà đỏ thế này. Con này đi tiệc được nè. Con này đi tiệc free size này chị thước chốt đi, em chốt cho chị nè. Chốt cho em mã đỏ 59 bình thường. Con này 59 bình thường đi tiệc có đai. Free size 50-55kg free size. Nè cái đai của nó mới tin nè. E8 của chị Nguyễn Thị Thước. Chốt cho em mã đỏ con đó đi. 50-55kg free size. E74-76 thoải mái nha. Nói chung là con đó free size. Trời ơi mấy con này dành cho hot girl nè. Đây mấy chị, nó vải nó là linen á, nên nó hơi nhăn nhưng mà siêu phẩm luôn á. Con này dây rút nha, 50-55kg dây rút linen xếp ly đó mấy bà. Vải linen đó mấy chị, đẹp lắm luôn á. Chị nào thích mê linen mùa hè bao đẹp. Chốt con này cho em mã 77. Chị mấy bà này, con này mấy bà cứ mặc theo kiểu mà sệ sệ á. Sao mấy bà mặc crop top á, đẹp lắm, mang đôi dép lào nữa, bao chuẩn luôn á. Mã 77. Rồi con này nữa nghỉ. Chuẩn bị nghỉ mà con nhỏ xíu. Con này đẹp lắm. Con này đẹp lắm. Con màu xám nãy giờ lai hoài không thấy tới ta. Nè con này đẹp lắm. Em 6466. Chốt cho em mã 192. Em 6466 mã 192. Nãy giờ không thấy con màu xám nữa luôn á. Con màu xám là chị Ngân. Trời ơi bút chì tôi đủ màu luôn á. Màu vàng nghệ, màu trắng kem, màu xám đá, màu nâu, màu xanh battle, màu xám xi măng. Ủa có màu kem sọc, có vàng chanh nữa. Trời ơi bút chì em đủ màu luôn á mấy bà ơi. Trời ơi ai mà dân công sở báo em đi. Trời ơi cái bút chì nè, nhìn bút chì nè, nhìn đẹp không? Bút chì em đủ màu đủ kiểu đủ dáng đủ hình luôn. Con xám nó kỳ vậy ta. Nãy giờ đó ha, em like quá trời luôn không thấy con xám của bà. Có khi nào khách chốt mà không chị?
con này được không ta, phải không? Con này đúng chị, con này ăn con này, con này con này là thun không, không có đẹp. Con đó sợ khách chốt nữa thấy không? Bởi vì khi nào mà thấy là phải rút liền chứ không thôi là em không có kiếm ra được luôn. Rồi đó em không thấy màu xám của chế nữa đó. Đẹp quá, ôi thì có đồ đẹp quá, dở đẹp dở con nào đẹp con đó. Xanh bắt đồ nè. Ôi tôi tìm thấy yêu cầu ở bên con này chưa đủ dài. Nghe gọi con tim em đi chị. Nghe gì, nghe gì, cái gì? 77 của chị Dung. Chị chuyển khoản cho em được không chị Ngân Quỳnh ơi? Cố gắng hỗ trợ chuyển khoản cho em Vi. Em tìm rồi đó chế. Rồi con này trước đi. Nó kệ lên chút. Lên một tí nữa cho bé. Nè được chưa? Chị lên 5 phút. Vàng chanh nè. Sọc nè. Xanh nè. Nâu nè. Ôi đẹp lắm. Ôi đồ đẹp lắm. Nè. Bút chì mà màu này là bao đẹp luôn. Bao vinh luôn á. Khi nào em mong tôi ghi hả? Chưa có lịch đâu. Chưa làm hàng kịp. Hôm nay là xui nè. Mưa ướt nguyên xào Vin của Vi luôn á. Ngày mai Vi phải gì nè, mai Vi phải hông nắng này. Mưa nó ướt xào Vin của Vi. Khách đặt hết rồi đó. Theo 6466 con này. Mã 295. Rồi em lên vài con nữa em nghỉ. Mấy chị cảm ơn mấy chị hôm nay ủng hộ em Vi. Con này E64. E6264 đẹp chưa. Mã số 10 không dài, bởi vì mới bỏ qua con đó đó. Hồi nãy tính ý mà thấy nó không đủ dài. Đó. Không không đủ đúng màu rồi đó, đúng màu đúng yêu cầu nhưng mà không đủ dài. Con này E66. Mã 508. Con nâu nút đúng không? Để cho em luôn nha. Con nó em nhỏ luôn á. Con nâu nút này để đâu nhỉ? Ai con nâu nút này nè. Từ từ để cho eo đo chưa coi giãn ở đây. Eo 66, 66 nha, 66, 68 ra nha. Mã M22, em bấm M22 em chị đi. 508 của chị bô hơn. Kêu tới chị luôn má đi. Rồi siêu phẩm. Con này đẹp ghê chưa? Con này cái đai lưng của nó đẹp lắm. Con này eo 66, 66, 68 cái đai lưng của nó đẹp lắm. Con này 66, 68 đai lưng siêu phẩm luôn. Mã 710, M22 bố hơn. Bố hơn trước rồi à, trễ rồi. Rồi đây siêu phẩm bù lại liền. Con sọc này quá đẹp nè. E66, con sọc này quá đẹp. Con quá đẹp luôn, con sọc này quá đẹp. Mã 082. Cái váy đó vải dày dặn lắm. Lấy về bóp. Chưa lấy được. Con đó lưng thun khó bóp à. Con đó sợ hơi khó bóp. Chị Hân nhường em đi. E68. Con này xanh E68. Chốt cho em bảo B70. Vải dày em. Mà nó có xếp ly hết chứ. Dưới đây mấy con xám này là bút chì không à. Mấy con xám này xám bút chì không à. Không có ly. Chết rồi em còn có 500 ly nè. Rồi lên mấy cái móp nha. Thông cảm nha mấy chị, hôm nay rồi chốt chưa được. Mấy chị đợi là hẹn like sau mà em. Hôm nay E64 hết nha. E64 mã số 15. Vàng nè. Con vàng này đẹp nè. Con vàng này là vàng chanh chuẩn luôn á. Vàng chanh chuẩn luôn. E66-68 vàng chanh chuẩn luôn nha. E66-68 mã C38. Rồi con này nha, đẹp chưa? Đẹp chưa? E6870 con này. Mã số B90. C38 viên viên. Là con thấy em nghĩ nha mấy chị. Ê, cảm ơn hôm nay mấy bà ủng hộ em. Con này có dây. Dây này mấy chị gỡ ra được, đóng thùng vô được nha. Con này E66. E6466 chữ A. Con này thì nó lại là chữ A.
Chốt cho em mã số 0. Chữ A. Ôi nó đói bụng. Rồi chịu khó dọn lại anh chị nghe. Cái con xám á chị, em dọn có không? Bên đây dài không phải không? Rồi Duyên Duyên ơi, có gì nhắn tin với Bô Hân nha. Cái chuyện với nhau nghe. Bây giờ chuyện biết nha. Rồi bye bye, bye bye các chị, cảm ơn các chị ủng hộ em.